Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 49. Diệp Trường Sinh hung hăng đập phía trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, nhục thân hắn thập phần cường hãn, đất đá trên mặt đất tất cả đều bị nổ tung, vị trí hắn đứng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tiêu, Phàm, Diệp Trường Sinh đứng dậy ngửa mặt lên trời gào thét, chiến hồn bất tử điều cùng chiến hồn tịch diệt kiếm lơ lửng, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lên, khí thế càng ngày càng đáng sợ. Giờ phút này Diệp Trường Sinh đã triệt để động sát niệm. Ngươi là đang gọi ta sao? Đột ngột có thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, khí thế cuồng bạo từ trên người hắn mãnh liệt bạo phát ra, lại là một quyền nện ở một bên trên mặt khác Diệp Trường Sinh. Qua Diệp Trường Sinh lại phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng biệt khuất vô cùng. Hắn lần nữa thi triển lực lượng chiến hồn nhưng lại phát hiện chiến hồn căn bản không nghe sai khiến, mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt thời gian, nhưng loại cảm giác này khiến Diệp Trường Sinh trong lòng thập phần không chắc. Là ngươi đang làm trò quỷ. Diệp Trường Sinh bay ngược ra mấy chục trượng, thân hình rốt cục dừng lại, quỳ một chân trên đất, một mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Phải thì như thế nào? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, căn bản không cho Diệp Trường Sinh cơ hội phản kháng, trái một quyền, phải một cước, đánh Diệp Trường Sinh căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cũng không phải Diệp Trường Sinh thực không chịu được như thế, mà là bởi vì chiến hồn hắn không nhận hắn khống chế, có tỏa hồn châu, Tiêu Phàm đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên nếu như chiến hồn Diệp Trường Sinh có thể hoàn toàn hòa vào huyết mạch, Tiêu Phàm liền không làm gì được hắn. Ngươi không phải muốn phế ta một cánh tay sao? Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, lấy trưởng hóa đao, xẹt qua cánh tay trái Diệp Trường Sinh, một đạo máu tươi bắn ra, một cánh tay trong nháy mắt rời cơ thể. A, Diệp Trường Sinh kêu thảm, tay phải bưng lấy cánh tay trái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nổi gân xanh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ngươi không phải nắm giữ bất tử điều chiến hồn à, không biết có thể phục hồi cánh tay ngươi như cũ hay không? Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lách mình lại là một cước đá ra. Ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, chỉ là để ngươi làm một tên độc tí hiệp. Đối với kẻ tự cho là đúng mà nói, hẳn cũng là sống không bằng chết. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh nhìn Diệp Trường Sinh, cũng không có tiếp tục xuất thủ mà đứng tại chỗ, sau đó búng ngón tay, cánh tay trái Diệp Trường Sinh đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Thân thể Diệp Trường Sinh khảm nạm bên trong một khối đá, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, dùng sức chấn động, thạch đầu sau lưng nổ tung. Tay phải hắn gắt gao bưng bít lấy cánh tay trái chỗ gãy. Máu tươi đem hắn tay nhuộm đỏ, là như vậy chói mắt, yêu diễm. Nhìn tay phải đỏ tươi, con người Diệp Trường Sinh đột nhiên chậm rãi đen kịt, kim sắc hỏa diễm quanh người hắn quỷ dị biến thành hắc sắc, liền hư không đều bị đốt cháy. Chiến hồn bất tử điều cùng chiến hồn tịch diệt kiếm chậm rãi hòa làm một thể, khí tức trên người Diệp Trường Sinh lạnh lẽo tới cực điểm, dường như đến từ cửu u. Mấy tức sau, hắc sắc hỏa diễm răng đầy hư không. Tất cả xung quanh mấy chục trượng đều vô cùng băng lãnh, một mảnh tĩnh mịch. Đám người cảm nhận được cỗ khí tức kia, tất cả đều rùng mình. Diệp Trường Sinh lại bị chạm một tay. Có người nhìn thấy Diệp Trường Sinh cụt tay, hít một hơi lạnh, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Phàm vậy mà chạm một tay của Diệp Trường Sinh, hắn là muốn chết sao? Diệp Thệ Thủy cau mày, hắn cũng không phải là chấn kinh Tiêu Phàm chạm một tay của Diệp Trường Sinh. Mà là chấn kinh Diệp Trường Sinh vậy mà thi triển toàn bộ thực lực. Bí kỹ dung hợp chiến hồn, bờ mội úy chỉ cuồng sinh có chút phát run, dù hắn là cường giả một chân bước vào chiến thánh cảnh, cũng có chút tiếp nhận không được cỗ uy áp kia. Nơi xa, hắc sắc hỏa diễm đốt cháy che khuất bầu trời, đem Tiêu Phàm che đậy ở trong tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Ngẩng đầu, Diệp Trường Sinh nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, tựa hồ có chút không thể tin được. Ngươi dám cắt một tay của ta, một đạo thanh âm băng lãnh từ trong miệng Diệp Trường Sinh thốt ra, sát cơ lạnh lẽo, thực chất sát khí đâm vào hư không rung động. Nếu như không phải cha ngươi bên ngoài, ta không chỉ đoạn ngươi một tay, còn dám giết ngươi, ngươi có tin không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Đối với Diệp Thệ Thủy cùng Diệp Trường Sinh, hắn đều không có quá nhiều cảm nhận, nếu như không phải bởi vì tiểu ma nữ còn ở Diệp gia. Tiêu Phàm căn bản sẽ không để ý tới Diệp Thệ Thủy. Dù sao, đây chính là Nam vực đại bỉ, chỉ cần không giết chết Diệp Trường Sinh,
Diệp Thệ Thủy hắn cũng không có khả năng một tay che trời, động thủ đối với Tiêu Phàm hắn. Ngươi rất tốt, tay Diệp Trường Sinh chấn động, hắc sắc hỏa diễm đầy trời hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới, bốn phía không gian đều vặn vẹo vô cùng. Không biết sống chết, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, bắt chước ngữ khí Diệp Trường Sinh trước đó, thanh âm tràn ngập ý châm chọc. Lời này là trước đó Diệp Trường Sinh nói, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường thực lực Diệp Trường Sinh, có thể buộc hắn thi triển tu la huyết mạch, bất diệt kim thân, tỏa hồn châu cùng xích diễm vân giao lực lượng đã thập phần đáng sợ. Nếu như không phải u linh chiến hồn cùng tu la huyết mạch hắn dung hợp tại cùng một chỗ, thực lực hắn bạo tăng, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thể áp chế Diệp Trường Sinh. Tiêu Phàm, dùng cái chết sám hối đi, thời không tịch diệt. Diệp Trường Sinh ngửa mặt lên trời hô, hai chiến hồn quanh người hắn dung hợp trong nháy mắt chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn không ngừng tăng lên, trở nên vô cùng điên cuồng, ẩn ẩn có loại cảm giác muốn đột phá chiến đế đỉnh phong. Khi khí thế hắn tăng lên tới cực điểm, cánh tay phải Diệp Trường Sinh vung lên, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt như vạn phong về tổ, nhào về phía Tiêu Phàm. Sám hối, Tiêu Phàm ta làm việc cho tới bây giờ không biết như thế nào là sám hối. Tiêu Phàm lạnh như băng nói, ánh mắt bình tĩnh. Bất quá hắn trong lòng không dám khinh thường, hắn chỉ cảm giác được một cỗ thời không ma diệt chi lực bao phủ hắn, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Ngoại giới đã hoàn toàn nhìn không thấy Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng chấn nhiếp nhân tâm đáng sợ. Tiêu Phàm vội vàng điều động lực lượng U Linh chiến hồn, bên ngoài thân thiêu đốt lên vô tận chiến hồn, chỉ là bị U Linh chiến hồn bao trùm, Diệp Trường Sinh căn bản cảm thụ không đến mà thôi. Tiêu Phàm đã võ trang đầy đủ, trừ tu la thần dực thì cơ hồ đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn phát hiện vẫn còn thiếu rất nhiều, một cỗ lực lượng quỷ dị đang không ngừng thôn phệ sinh cơ hắn, dù là bất hủ ý chí cũng ngăn cản không nổi. Song sinh chiến hồn sao? Vô dụng, bên trong thời không tịch diệt dưới chiến thánh cảnh hẳn phải chết là không nghi ngờ. Diệp Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng. Một kích này cũng cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng hắn. Bên trong hắc sắc không gian, Tiêu Phàm nhận một cỗ cảm giác áp bách to lớn, xương cốt đều kém chút nổ tung, tay chân tựa như hoàn toàn không thể động đậy. Bóng đêm vô tận, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì ánh dạng đông. Không gian phong cấm, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, quanh người hắn bộc phát vô tận kiếm khí, không ngừng đánh thẳng vào lực lượng không gian phong cấm. Trong chớp nhoáng này, con người Tiêu Phàm đột nhiên thanh minh vô cùng, cảm giác bản thân tựa như xông phá một tầng cách trở. Nếu ta có kiếm, nhất kiếm lăng thiên, Tiêu Phàm khẽ nói, một cỗ kiếm đạo ý chí vô cùng đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, cỗ kiếm đạo ý chí này vọt thẳng xé mở không gian ngăn cấm. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm. Huyết sắc trường kiếm rung động, kiếm khí tung hoành hư không. Điên cuồng tàn phá bừa bãi, liền không gian đều quấy đến vỡ nát. Huyết sắc trường kiếm hiển nhiên chính là tu la kiếm, giờ phút này tu la kiếm lộ ra càng thêm linh động. Vừa nãy ý chí Tiêu Phàm xông phá không gian cách trở, tu la kiếm giải khai nhị trọng phong ấn trực tiếp phá vỡ hồn giới trói buộc, xuất hiện ở trong tay hắn. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm nụ cười nhàn nhạt, thần sắc vô hỉ vô bi. Sau đó chậm rãi nâng tu la kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng thốt ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhất kiếm lăng thiên. Ánh mắt đám người bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm hắc sắc hỏa diễm cầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn rất muốn trước tiên biết kết quả một trận chiến này. Đến cùng người nào thắng? Có người khẽ nói, lần này bọn hắn không dám nói ai chết, cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ. Nhưng mà Tiêu Phàm nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cho dù những kẻ ngay từ đầu không coi trọng Tiêu Phàm cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hô, lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ bên trong hình cầu màu đen đi ra, quay đầu liếc mắt một cái, liền hướng lấy tòa sơn phong thứ nhất bay đi. Diệp Trường Sinh, đám người một cái liền nhận ra người này, thần sắc cứng lại, chẳng lẽ Tiêu Phàm thua? Diệp Thệ Thủy thấy thế cũng buông lỏng một hơi. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút hy vọng Tiêu Phàm không chết, thậm chí có thể lại sáng tạo kỳ tích. Loại suy nghĩ này rất phức tạp,
từ khi Tiêu Phàm bắt đầu thi triển bất diệt kim thân hắn cũng đã bắt đầu tán thành Tiêu Phàm, chí ít từ địa vị tán thành Tiêu Phàm. Diệp gia mặc dù bất phàm nhưng Tiêu Phàm nếu quả thật là người Bắc Thần gia tộc vậy thì càng thêm bất phàm, liền Diệp Thệ Thủy hắn đều muốn ngưỡng vọng. Tiêu Phàm vậy mà bại, Úy Chỉ Cuồng Sinh thở dài, hắn rất rõ ràng Diệp Trường Sinh làm người, một khi Tiêu Phàm thua, vậy liền cách cái chết không xa. Ha ha, Tiêu Phàm rốt cục chết, Độc Cô Trường Phong không kiêng nể gì cả cười lên. Sở Nhãn Nam, Chỉ Thu Tuyết, Diệp Lâm Trần, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cùng Diệp Thiên Tuyết đám người thần sắc không cùng nhau, có cười trên nỗi đau của người khác, có lo lắng đến cấp bách. Tam ca, Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên, lúc này bên tai vang lên một đạo thanh âm, yên tâm, công tử không chết. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Phàm lại từ trong đám người nhìn thấy Ám Dực, đối với hắn hơi hơi gật đầu, Quan Tiểu Thất lúc này mới buông lỏng một hơi. Phốc, nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ bên trong hắc sắc hỏa diễm nở rộ, hư không đều rất giống xuất hiện vết kiếm máu, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cắt rời không gian. Lúc nào không phong cấm, thời không tịch diệt ở trước mặt dường như là một chuyện cười, tất cả đều bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Kiếm, Bách Minh Chi Hoàng, tuyệt thế sắc bén, không chỗ nào không diệt. Trong chớp nhoáng, tất cả tu sĩ ở đây, phàm là trong tay cầm kiếm, phàm là lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, tất cả đều cảm nhận được một cỗ kiếm khí đáng sợ quanh thân bọn hắn sinh ra. Kiếm trong tay bọn hắn càng rung rung, tựa như hướng về phương hướng vết kiếm huyết sắc bái phục, bái quân vương. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm hắc sắc hỏa diễm cầu, sợ bỏ lỡ cái gì, vạn chúng chờ mong bên trong, hắc sắc hỏa diễm cầu đột nhiên một phân thành hai, từ trung gian vỡ ra. Liền tựa như một hình cầu bị người một kiếm chảm phá. Ngay sau đó, một đạo bóng người từ bên trong hình cầu màu đen đi ra, hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trên người nhiều chỗ vết thương, càng có mấy chỗ bạch cốt xâm xâm. Hắn đứng ở đó giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, không chỗ nào không lộ ra chi khí sắc bén. Người cùng kiếm hợp, người cùng thiên hợp, giờ phút này, Tiêu Phàm nghiễm nhiên tiến vào cảnh giới hợp nhất thiên kiếm nhân. Lực lượng thời không tịch diệt trực tiếp bị hắn một kiếm chảm diệt, huyết sắc kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, đến đám mây đều bị xé toạc ra tựa như muốn xuyên phá một mảnh thiên khung. Đây chính là nhất kiếm lăng thiên, Tiêu Phàm, đám người kêu sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo bóng người kia, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là tiểu cường đánh không chết, thế này cũng không giết được. Diệp Trường Sinh bỗng nhiên ngừng bước chân, từ bên trong đám người ánh mắt kinh ngạc cảm nhận được có chút không thích hợp, hắn chậm rãi quay người, hướng về phía sau nhìn lại. Oanh, chỉ thấy Tiêu Phàm một bước bước ra, một cái chân to hung hăng đá vào phía trên lồng ngực Diệp Trường Sinh, trong miệng Diệp Trường Sinh phun ra mấy ngụm máu tươi còn kèm theo mảnh vỡ nội tạng. Thân thể hắn cong cong bay ngược ra, hướng về sơn phong thứ nhất hung hăng rơi xuống. Thực lực thật đáng sợ, đám người trong lòng sợ run, thực lực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh đều không có sức phản kháng. Đừng nói Diệp Trường Sinh dưới chân Tiêu Phàm, chính là xa xa mười mấy hai mươi dặm, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ khí tức dùng mình làm bọn hắn đều kém chút ngạt thở. Oanh, Tiêu Phàm một cước đem Diệp Trường Sinh hung hăng dẫm vào bên trong một khối nham thạch. Toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, Diệp Trường Sinh gần như chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả tinh khí thần hắn tựa như trong nháy mắt bị rút sạch, thân thể lung lay sắp đổ. Muốn ta sống không bằng chết, hiện tại, người biết cái gì gọi là làm kiến càng lay cây, cái gì gọi là không tự lượng sức sao. Trong mắt ta, kiến càng cũng có thể dung chuyển cây đại thụ. Nhàn nhạt âm thanh từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sát ý lại làm cho tu sĩ ở đây đều hít khí lạnh. Một trận chiến này Tiêu Phàm vậy mà thực thắng, tạm thời đứng hàng thứ nhất Nam vực đại bỉ. Mặc dù vẻn vẹn tạm thời nhưng cái này đã đủ để tự ngạo, phóng nhãn vô song thánh thành lại có ai có thể dung chuyển vị trí Diệp Trường Sinh đây. Lão giả áo xám nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, phát hiện Diệp Thệ Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Lão giả áo xám lúc này mới nói, trận chiến này, Tiêu Phàm thắng, tạm thời trấn thủ đệ nhất phong, Diệp Trường Sinh đứng hàng thứ ba. Tiêu Phàm vậy mà thực đoạt được danh hiệu đệ nhất, phóng nhãn Nam vực đại bỉ trong lịch sử có vẻ như cũng không có kẻ ngoại lai đoạt được danh hiệu đệ nhất đi,
thực lực hắn tuy mạnh nhưng thật không ngờ tới lại có thể đi xa như vậy. Không hẳn, bất quá bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi, còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba. Tiêu Phàm hiện tại bị thương thật nặng, đoán chừng thời gian ngắn muốn khôi phục rất khó, những người khác nếu như liên tục khiêu chiến mà nói, tùy thời đều có thể rơi xuống. Cũng đúng, huống chi Diệp Trường Sinh cũng còn cơ hội khiêu chiến Tiêu Phàm, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Diệp Trường Sinh có khiêu chiến hay không ta không biết, nhưng những người khác nhất định sẽ khiêu chiến, vị trí hạng nhất không phải dễ dàng ngồi như vậy. Lôi Hạo, Sở Nhãn Nam, Hoàng Phủ Thiên Thần đều chờ, đều khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm lấy hạng nhất. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng vẫn như cũ có chút cảm giác không chân thật, một kẻ ngoại lai chiếm lấy đệ nhất Nam vực Đại Bỉ, cho dù là tạm thời là đệ nhất nhưng cũng đã sáng tạo lịch sử. Trong dữ liệu mọi người, Tiêu Phàm có thể tiến vào ba vị trí đầu đã thập phần khó khăn, thật không nghĩ đến hắc mã Tiêu Phàm này vậy mà tại vòng thứ nhất liền giết đến vị thứ nhất. Đương nhiên, Nam vực Đại Bỉ vẫn còn chưa kết thúc, vị trí thứ 10 tranh đoạt là đặc sắc nhất, ai biết rõ Tiêu Phàm có thể bị đánh xuống hay không. Dù sao, Tiêu Phàm hiện tại bị trọng thương, nếu như những người khác lần nữa áp dụng xa luân chiến, Tiêu Phàm chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Số 10, người muốn khiêu chiến ai? Bởi vì Tiêu Phàm thay thế Diệp Thiên Tuyết, sau đó lại chiến thắng Diệp Trường Sinh, cho nên hiện tại đến phiên Diệp Thiên Tuyết khiêu chiến. Diệp Thiên Tuyết nhìn Tiêu Phàm thụ thương một cái, đạm mạc lắc lắc đầu nói ta từ bỏ. Số 9, người muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả gật đầu, lại nhìn về phía số 9 Diệp Lâm Trần. Thần sắc Diệp Lâm Trần lạnh lùng tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn hồn thạch, chậm rãi đạp không mà lên. Không bao lâu liền xuất hiện ở vị trí Sơn Phong Sở Nhãn Nam. Không cần mở miệng, hắn đã dùng hành động nói cho áo xám lão giả biết đối tượng hắn muốn khiêu chiến. Sở Nhãn Nam hơi nhíu mày, trong lòng thập phần khó chịu, lạnh như băng nhìn Diệp Lâm Trần nói, Diệp Lâm Trần, người xác định muốn khiêu chiến ta. Xoẹt xẹt Diệp Lâm Trần đưa tay trái ra, giơ bảo kiếm trong tay lên, tay phải nhẹ nhàng rút bảo kiếm, hắn vẫn mang theo mặt nạ hơi dài. Không thấy rõ khuôn mặt chân thực. Ngươi, Sở Nhãn Nam vô cùng phẫn nộ, thần sắc Diệp Lâm Trần thập phần băng lãnh, căn bản không thèm nói nhảm với hắn, tựa như đang chờ đợi hắn xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn một màn này, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, con ngươi ở đảo qua mấy ngọn núi phía dưới. Tô Mạch Hàn, Lôi Hạo, Quan Tiểu Thất, Tô Mạch Huyên là không có khả năng thừa dịp khác nguy hiểm khiêu chiến hắn, kể từ đó. Vậy chính là có Sở Nhãn Nam cùng Hoàng Phủ Thiên Thần. Diệp Lâm Trần không xuất thủ đối với ta là muốn cố ý ngăn Sở Nhãn Nam, tiêu hao thực lực Sở Nhãn Nam, sau đó để cho ta ứng phó Hoàng Phủ Thiên Thần. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn nghĩ không ra là, Diệp Lâm Trần tại sao không khiêu chiến Hoàng Phủ Thiên Thần đây? Chẳng lẽ Diệp Lâm Trần cũng không đủ tự tin có thể cuốn lấy Hoàng Phủ Thiên Thần, cho nên mới lựa chọn Sở Nhãn Nam? Trong lòng Tiêu Phàm ngược lại là hơi cảm kích nhìn Diệp Lâm Trần một cái. Bất kể như thế nào, Diệp Lâm Trần đều là giúp hắn, về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, thời điểm đến phiên hắn, thân thể cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa có Tu La Kiếm, thực lực hắn cũng tăng, Diệp Trường Sinh hắn đều không sợ, huống chi Hoàng Phủ Thiên Thần đây. Chờ đã, nếu như Sở Nhãn Nam trực tiếp đầu hàng, Sở Nhãn Nam há không phải có thể lập tức lựa chọn khiêu chiến ta. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến, sắc mặt trầm xuống nói, tên Sở Nhãn Nam này dù sao cũng là đệ tam thánh thành bát tuấn, sẽ không biết xấu hổ như thế, trực tiếp đầu hàng chứ. Ta đầu hàng, ý nghĩ vừa dứt, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Sở Nhãn Nam đột nhiên lách mình bước khỏi tòa cao phong thứ tư, hướng về ngọn núi cao thứ 9 bay đi. Trong quá trình bay đi, trong lòng trầm ngâm nói, hiện tại chính là thời cơ tốt ứng phó Tiêu Phàm, làm sao có thể bỏ lỡ đây. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để ta chiếm lấy đệ nhất. Phế vật, Diệp Lâm Trần nhìn Sở Nhãn Nam không đánh mà hàng, lạnh như băng nói ra hai chữ. Những người khác cũng xem thường nhìn Sở Nhãn Nam, đường đường đệ tam thánh thành bát tuấn vậy mà đầu hàng, đây không phải mất mặt thì là cái gì chứ? Bất quá, Sở Nhãn Nam lại mảy may không quan tâm, trên mặt còn tràn đầy ý cười, chẳng những không cảm thấy mất mặt ngược lại có chút mừng thầm. Lão giả áo xám cau mày một cái, hiển nhiên cái này cũng vượt qua hắn dự liệu, bất quá cũng không quá mức quan tâm. Dù sao rất nhiều người vì để được thứ tự tốt hơn sẽ có chiến thuật của riêng mình,
đầu hàng cũng chưa chắc không thể. Trận chiến này Diệp Lâm Trần thắng, Diệp Lâm Trần tấn thăng hạng tư, Sở Nhạn Nam lui khỏi vị trí hạng 9. Áo xám lão giả nhìn Sở Nhạn Nam một cái, thản nhiên nói, số 9, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Ta lựa chọn số 1, Sở Nhạn Nam nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp mở miệng nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Lời này vừa nói ra, thanh âm đám người châm chọc im bặt, chiếm lấy vẻ khinh bỉ. Sở Nhạn Nam thật đúng là âm hiểm, nguyên lai đánh chủ ý này, muốn thừa dịp Tiêu Phàm thụ thương chiếm lấy hạng nhất. Đường đường đệ tam thánh thành bát tuấn vậy mà chơi loại âm mưu quỷ kế này, còn cần thể diện không? Thắng làm vua thua làm giặc, Nam vực đại bỉ lúc đầu khảo nghiệm liền không chỉ là thực lực một người, còn có chiến lược chiến thuật, Tiêu Phàm quá tự tin rồi. Vừa nãy hắn còn nói những người khác tự cho là đúng, hắn mới là kẻ tự cho là đúng, cho dù tạm thời chiếm lấy hạng nhất có thể giữ được đến cuối cùng sao? Đám người chia hai phái, có người khinh thường Sở Nhãn Nam âm hiểm, cũng có người giận mắng Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại. Nói ngươi là phế vật, ngươi thật đúng là phế vật. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên. Đối với Sở Nhãn Nam hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thực sự tưởng mình thụ thương liền là cá nằm trên thất sao. Thực sự là quá buồn cười. Sở Nhãn Nam cũng không tức giận, ngược lại cười nói, Tiêu Phàm, nếu như ngươi ở trạng thái toàn thịnh, ta xác thực lui tránh ba phần, nhưng hiện tại ngươi bị trọng thương. Ta muốn trả đạp ngươi như thế nào thì trả đạp ngươi như thế. Cầu ngươi trả đạp ta. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay nhàn nhạt nhìn Sở Nhãn Nam, một bộ dáng nhìn đồ đần. Còn mạnh miệng, coi là giả bộ điềm nhiên như không có việc gì liền có thể tránh thoát một kiếp. Sở Nhãn Nam nhếch miệng cười một tiếng, bộ dạng ta đã xem thấu ngươi, lại nói, ta không thích bạo lực, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem U Minh Thần Hoa giao ra. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi làm tùy tùng cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Sở Nhãn Nam, không thể không nói, gia hỏa thật đúng là không phải tự luyến bình thường. Để cho Tiêu Phàm ta thần phục ngươi, đừng nói là ngươi, liền là cha ngươi Sở gia gia chủ thì như thế nào, xứng để Tiêu Phàm ta thần phục sao? Nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia trào phúng. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, Sở Nhãn Nam còn tưởng rằng hắn là cao hứng đây, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi cao hứng cũng là bình thường, Sở gia ta mặc dù là ngàn năm luyện dược thế gia nhưng cũng không phải là cái gì chó mèo đều có thể gia nhập, đây là cơ hội cho ngươi thăng tiến rất nhanh. Ngươi nói đủ chưa? Tiêu Phàm hoàn toàn chịu đựng không được, toàn thân nổi da gà. Bà nội cha nó, tên Sở Nhãn Nam càng lúc càng tự luyến à. Đây quả thực là một đóa kỳ hoa. Nếu như có thể giết người, thật muốn một cái tát chết hắn. Nếu như đám người nghe được khẳng định cũng sẽ không chịu được, đáng tiếc Sở Nhãn Nam còn có chút tự mình hiểu lấy, khi nói những lời này, hồn lực hắn bao phủ bốn phía, chỉ có hắn và Tiêu Phàm có thể nghe được. Bọn hắn sao không động thủ, đối mặt nửa ngày là có ý gì? Đám người không hiểu nhìn hai người không chung. Cũng được, Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta. Ta liền miễn cưỡng tiếp nhận thần phục ngươi. Sở Nhãn Nam một mặt cao cao tại thượng, giống như một tôn vương giả đang tiếp thụ một con kiến hôi cúng bái. Thử nghênh đón Sở Nhãn Nam chỉ là một đạo kiếm ngân vang thanh thúy. Kiếm mang rất nhanh, lóe giây lát liền xuất hiện ở gần Sở Nhãn Nam, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ chủ động xuất thủ. Gia hỏa này không phải bị thương sao, làm sao còn có thực lực cường đại như thế? Tùy ý một kích cũng có uy lực bát phẩm chiến kỹ. Không thể không nói, Sở Nhãn Nam mặc dù là một tự luyến kỳ hoa nhưng thực lực bản thân cũng không yếu. Khi kiếm quang đánh giết tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Nhãn Nam né người như chớp, một cước đạp hư không, tựa như dẫm lên thực vật, cực tốc lui lại. Phốc một tiếng, một tia máu tươi từ ngực hắn bắn ra. Sở Nhãn Nam đầu khẽ run lên, chậm rãi cúi thấp đầu. Duỗi tay sờ sờ ngực bản thân, máu tươi nhuộm đỏ chói mắt như vậy. Ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Sở Nhãn Nam không thể tin được nhìn Tiêu Phàm, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, tu la kiếm trong tay vũ động, kiếm khí bắn ra bốn phía. Bởi vì kiếm đạo ý chí hắn tăng cường, tu la kiếm đã giải mở nhị trọng phong ấn, bây giờ thi triển tu la kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sở Nhãn Nam không ngừng trốn tránh,
căn bản không có bất luận sức hoàn thủ, sát khí trên người càng ngày càng lạnh. Ngươi so với Diệp Trường Sinh yếu quá, đánh bại ngươi, một kiếm là đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, chậm rãi chém ra một kiếm. Tiêu Phàm mặc dù chịu không nhẹ thương nhưng bất hủ ý chí và bất diệt kim thân đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, chỉ là hồn lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng mà thôi, hắn thương thế đã không có việc gì. Huyết sát. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tu la kiếm khe khẽ chém một cái tựa như là một động tác nhỏ. Sau đó, động tác này lại khiến tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, những người này bên trong tự nhiên bao gồm cả Sở Nhãn Nam. Chỉ thấy một đạo huyết quang sắc bén lăng lệ gào thét ra, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, toàn bộ hư không đều trở thành huyết hồng vô cùng, giống như máu nhuộm. Những ngày qua, tu la kiếm không biết thu nạp bao nhiêu máu tươi cường giả. Giờ phút này thi triển uy lực huyết sát mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Kiếm khí màu đỏ ngòm vạch phá thiên không, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Sở Nhãn Nam. Sở Nhãn Nam chỉ cảm giác bản thân toàn thân rét run, trái tim đều nhảy lên cổ họng. Một loại cảm giác tử vong tràn ngập trái tim hắn, giờ khắc này hắn thực sợ hãi. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, Sở Nhãn Nam dốc hết toàn lực gào thét, lộn nhào, toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Oanh, một vệt sáng từ đằng xa bay vụt tới, kiếm khí màu đỏ ngòm vào tới, thanh âm bạo tạc vang lên, hiển nhiên là lão giả áo xám xuất thủ. Vô số kiếm khí đâm rách thân thể Sở Nhãn Nam, máu tươi bay vụt, gần như tê liệt trên mặt đất. Nếu như không có người khác nhúng tay, một kiếm này đủ để đòi mạng hắn. Quả nhiên là phế vật. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc Sở Nhãn Nam một cái. Hắn tựa như nghĩ không ra hạng người ham sống sợ chết như Sở Nhãn Nam dựa vào cái gì trở thành thánh thành bát tuấn. Đám người ánh mắt xem thường rơi vào trên người Sở Nhãn Nam, nguyên bản bọn hắn còn chờ mong một trận chiến kịch liệt, giống như Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh. Nhưng mà, Sở Nhãn Nam biểu hiện làm cho bọn hắn quá thất vọng, thậm chí ngay cả dũng khí chiến một trận đều không có. Phế vật, không nghĩ tới người vậy mà sợ chết như thế. Tô Mạch Hàn không quên đả kích Sở Nhãn Nam, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sở Nhãn Nam không nên yếu như vậy mới đúng chứ. Đôi mắt đẹp Tô Mạch Huyên lấp lóe, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp nàng lại không biết. Nghĩ vậy, Tô Mạch Huyên truyền âm cho Tiêu Phàm nơi xa nói, Tiêu công tử, cẩn thận Sở Nhãn Nam, người này thập phần âm hiểm, cũng cực kỳ hiếu thắng, không dễ dàng yếu thế như vậy. Yên tâm, phế vật mà thôi. Tiêu Phàm truyền âm nói, ngữ khí thập tự tin. Tô Mạch Huyên cũng không nói cái gì, lấy nàng đối với Tiêu Phàm biết, hắn không phải người tự đại, hơn nữa thập phần nhạy bén, có cái gì không đúng, có lẽ Tiêu Phàm đã sớm phát hiện. Tiêu Phàm xếp bằng ở tòa đỉnh núi thứ nhất, còn người băng lãnh quét Sở Nhãn Nam chật vật nơi xa, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái long văn kim châm, cắm ở vị trí ngực bản thân. Ngay sau đó, một tầng nhàn nhạt sương mù từ bên ngoài thân hắn tiêu tán ra. Nơi xa, Sở Nhãn Nam chật vật đứng dậy, chậm rãi hướng ngọn núi thứ 9 bay đi, khóe miệng cong thành một đạo quỷ dị. Trận chiến này, số 1 thắng. Áo xám lão giả dư quang liếc Tiêu Phàm một cái, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, lại nói kế tiếp, số 8. Ta từ bỏ. Số 8 Tô Mạch Hàn thản nhiên nói, hắn vốn là muốn khiêu chiến Sở Nhãn Nam. Bất quá bây giờ Sở Nhãn Nam xếp phía sau, đã làm hắn mất đi niềm vui thú. Số 7, người muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả lơ đễnh, hắn tựa như đã sớm nhìn thấu tất cả. Đám người ánh mắt đặt ở trên người Lôi Hạo, phần lớn người đều biết rõ, Lôi Hạo cùng Tiêu Phàm có thù, mặc dù không biết Lôi Hạo vì sao đột nhiên cứu Tiêu Phàm nhưng Lôi Hạo vẫn có khả năng khiêu chiến Tiêu Phàm. Ta từ bỏ. Lôi Hạo nhàn nhạt mở miệng. Thần sắc có chút đần độn. Ý chí hắn bị Tiêu Phàm khống chế, Tiêu Phàm có thể quyết định ý nghĩ hắn, nguyên bản Tiêu Phàm là muốn cho Lôi Hạo thử thực lực số 2 Hoàng Phủ Thiên Thần, về sau ngẫm lại vẫn thôi đi. Đến một lần thực lực Lôi Hạo không nhất định có thể thăm dò ra ranh giới cuối cùng Hoàng Phủ Thiên Thần, thứ hai Lôi Hạo đối với hắn còn có đại dụng. Mặc dù Tiêu Phàm tạm thời tránh thoát hai loại phương pháp lôi ra hắn vào chỗ chết nhưng còn có loại thứ ba. Chính là xuất động Lôi Chi Ảnh Vệ. Lôi Hạo thân làm người thừa kế gia chủ Lôi gia, khẳng định biết rõ động tĩnh Lôi Chi Ảnh Vệ. Tiếp theo, người chủ trì áo xám lão giả lại gọi tên một người, bài danh thứ 5 Tô Mạch Huyên lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Diệp Lâm Trần đã khiêu chiến qua một lần,
cho nên lần nữa đến phiên thứ ba Diệp Trường Sinh, bất quá Diệp Trường Sinh thương thế còn chưa khôi phục, cuối cùng khẽ cắn môi lựa chọn từ bỏ. Thời gian trôi qua, rốt cục đến phiên đệ nhị Hoàng Phủ Thiên Thần, đây cũng là cơ hội lần thứ nhất khiêu chiến trận chiến cuối cùng. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, thân thể hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, mặc cho ai khiêu chiến đều không sợ. Số 2, người muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả lại mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Thần, kẻ này đã từng có cơ hội rất lớn tiến vào thiên tài thánh thành Bát Tuấn, về sau nghe đồn tu luyện ra vấn đề, mà biến mất không có tiếng tăm gì. Nhưng mà hôm nay xuất hiện lần nữa lại vượt quá dự kiến tất cả mọi người, thành tích tổng hợp hai vòng trước vậy mà xếp hạng 2, vẻn vẹn yếu hơn Diệp Trường Sinh. Mặc dù bài danh chưa hẳn đại biểu chân chính thực lực, nhưng không ai dám khinh thường Hoàng Phủ Thiên Thần, rất chờ mong hắn có thể chiếm lấy hạng nhất. Thần sắc Hoàng Phủ Thiên Thần cực kỳ bình tĩnh, hắn không có nhìn về phía Tiêu Phàm, mà là nhìn về phía sau, mọi người không biết hắn đang nhìn cái gì. Chỉ có Hoàng Phủ Thiên Thần biết rõ, ánh mắt hắn rơi vào trên người Sở Nhãn Nam, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu. Ta từ bỏ. Không lâu, Hoàng Phủ Thiên Thần hít sâu một cái nói. Hoàng Phủ Thiên Thần từ bỏ. Đám người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ hắn không muốn tranh đệ nhất? Nếu như không muốn tranh đệ nhất, vậy hắn vì cái gì tham gia Nam vực đại bỉ đây? Đám người nghĩ không ra nhưng là có mấy người lại lộ ra hiểu vẻ, tựa như đã sớm đoán được dạng này. Trong mắt Sở Nhãn Nam lóe lên một vòng tiếc nuối, tựa như âm mưu bị người nhìn thấu. Xem ra Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không ngốc. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm, nhìn về phía Sở Nhãn Nam con ngươi lóe qua nồng đậm sát ý, coi như nguyên bản chúng ta không có thù, nhưng Tiêu Phàm ta hiện tại nhất định sẽ giết ngươi. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh xuống, xếp bằng ở tại chỗ chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. U linh chiến hồn hòa vào huyết mạch, Tiêu Phàm tùy thời đều có thể hấp thu thiên địa linh khí, dung luyện thành hồn lực, chỉ cần đầy đủ hồn lực trùng kích kinh mạch là hắn có thể đột phá chiến đế hậu kỳ. Đến lúc đó, thực lực hắn lại sẽ bay vọt, đương nhiên độ rộng kinh mạch cùng cường độ hồn lực Tiêu Phàm bây giờ, cho dù chiến đế đỉnh phong cũng chưa chắc so được. Đây cũng là một trong nguyên nhân Tiêu Phàm có thể vượt giai chiến đấu, chỉ là bây giờ muốn đột phá chiến đế hậu kỳ có chút khó khăn, hồn thạch trên người hắn không đủ để hắn phóng ra một bước, hơn nữa, ở chỗ này hắn căn bản là không có cách nào mở hồn giới ra. Trước đó giết mấy người chiến thần điện kia, bên trong hồn giới đoán chừng có không ít hồn thạch, hẳn ta có thể đột phá chiến đế hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, Hoàng Phủ Thiên Thần từ bỏ, cơ hội lần thứ nhất vòng thứ ba toàn bộ sử dụng hết, Tiêu Phàm tạm xếp thứ nhất. Ánh mắt lão giả áo xám lần nữa rơi vào trên người thứ 108, mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, hiện tại mới là lần thứ 2. Khiến lão giả kinh ngạc là tu sĩ thứ 108 không thấy tung tích, hơn nữa, vẻn vẹn chỉ là một trong đó mà thôi, mặt khác cũng có nhiều tu sĩ phía trên tòa sơn phong đều không thấy tăm hơi. Người đâu? Lão giả áo xám tức giận, Nam vực đại bỉ còn không có kết thúc mà, làm sao người đều chạy hết rồi? Thi đấu còn không có kết thúc, lại có 34 người không thấy đâu, việc này ở Nam vực đại bỉ lúc trước là chưa từng có. Trước đó bởi vì quá quan tâm Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh chiến đấu, người chủ trì không có phát hiện. Tiền bối, những người kia có vẻ như không có y phục mặc, không muốn ban ngày ban mặt cởi chuồng cho nên đều chạy cả rồi. Đột nhiên, Tô Mạch Hàn hét lớn. Nghe vậy, khóe miệng tất cả những người khác đều co quắp một trận. Tên Tô Mạch Hàn này thật đúng là thiếu ăn đòn. Cho dù người biết cũng không cần lớn tiếng như vậy hô ra, người nói những người kia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đám người thiếu chút nữa thì nhìn không được cười ra tiếng, nhưng quả thực là bọn hắn cũng không dám châm chọc Lăng gia, Giang gia cùng Lôi gia. Lão giả áo xám mặt sạm lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, rất có mấy phần trách cứ. Nếu như không phải Tiêu Phàm làm mất quần áo những người kia, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không buông tha tranh tài, những người này chú định trở thành sỉ nhục giới thi đấu. Đồng thời cái tên Tiêu Phàm cũng nhất định danh dương thiên hạ, đừng tưởng rằng Tiêu Phàm không giết người cũng không có biện pháp ứng phó các ngươi, có thời điểm không giết so với giết còn kinh khủng hơn. Ở đây tu sĩ sớm đã coi Tiêu Phàm là cấm kỵ, đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội Tiêu Phàm. Rời đi, hủy bỏ tư cách dự thi, tiếp tục.
Diệp Thệ Thủy cau mày một cái, thần sắc không dễ nhìn. Hết thảy 37 người hủy bỏ tranh tài, còn lại 70 người, những người khác tất cả tiến lên, đem 37 ngọn núi không phía sau đi ra. Áo xám lão giả ngữ khí không tốt. Đám người nào dám do dự, nhao nhao hướng về sơn phong phía trước bay đi, bọn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng có chút kích động. Mặc cho ai chẳng hiểu ra sao liền tiến lên mấy cái thứ tự, thậm chí mười mấy thứ tự đều sẽ rất vui vẻ. Những người đắc tội Tiêu Phàm trốn ở bốn phía trong rừng, trong lòng hối hận không thôi, càng là hận thấu Tiêu Phàm, bọn hắn chú định trở thành trò cười to lớn nhất Nam vực Đại Bỉ. Số 70, người lựa chọn đối tượng khiêu chiến. Người chủ trì áo xám lão giả mở miệng hỏi. Trước đó Lâm Tu cơ hồ bị Tiêu Phàm đánh tàn phế, bị mất tư cách tranh tài, tăng thêm 37 người, tương đương với 38 người bị đào thải, bây giờ chỉ còn lại 70 người. Theo tiếng nói rơi xuống, lần thứ hai khiêu chiến chính thức bắt đầu. Lần này, lại không mấy người dám tiếp tục khiêu chiến Tiêu Phàm, vết xe đổ của 38 người khiêu chiến Tiêu Phàm trước đó đều ngẫm lại mình không có quần lót phải chăng có dũng khí kiên trì đến cuối cùng hay không. Tiêu Phàm cũng khó có được một lúc thanh nhàn, thương thế hắn rất nhanh phục hồi như cũ, lẳng lặng xếp bằng ở trên sơn phong thứ nhất quan sát phía dưới, giống như một tôn quân vương. Chẳng biết tại sao, mọi người cảm giác không có Tiêu Phàm tranh tài thì rất ít vui thú. Thời gian rất nhanh trôi qua, thẳng đến lần thứ hai khiêu chiến kết thúc, 10 hạng đầu trình tự không có bất kỳ biến hóa. Duy nhất để đám người kinh ngạc một trận tranh tài là Diệp Thiên Tuyết khiêu chiến Hoàng Phủ Thiên Thần. Trận này chiến đấu vẫn như cũ là Diệp Thiên Tuyết thất bại mà kết thúc, thậm chí, Diệp Thiên Tuyết bị bại rất quỷ dị, đầu tiên là cùng Hoàng Phủ Thiên Thần chiến không phân trên dưới, về sau một chiêu liền bại. Nhưng trong mắt số ít người, Diệp Thiên Tuyết đã sớm bại, chỉ là Hoàng Phủ Thiên Thần một mực nhường mà thôi, điều này cũng làm cho thần sắc Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ. Về phần những người khác, toàn bộ từ bỏ cơ hội khiêu chiến lần thứ hai, vòng thứ hai cũng trôi qua rất nhanh. Nhìn thấy không người khiêu chiến Tiêu Phàm, trên mặt Sở Nhãn Nam lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì tranh tài cũng không có dựa theo kế hoạch hắn tiến hành, thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Như thế, nếu như hắn lại không khiêu chiến Tiêu Phàm, cơ hội hắn tranh đoạt đệ nhất liền triệt để mất đi. Nghĩ vậy, Sở Nhãn Nam không khỏi chăm chú nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia tàn khốc, trong lòng quát lên, hạng nhất là của ta, ai cũng đoạt không được. Rất nhanh lần thứ ba khiêu chiến bắt đầu, ngay từ đầu vẫn như cũ tẻ nhạt vô vị, chiến hoàng cảnh chiến đấu tự nhiên sẽ không vào pháp nhãn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mực nhắm mắt dưỡng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn lờ mờ cảm giác có loại xu thế đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ. U linh chiến hồn thật đúng là huyền diệu, thu nạp thiên địa linh khí vậy mà thuần túy như thế, kể từ đó dù không cần cực phẩm hồn thạch ta cũng có khả năng đột phá chiến đế hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không bình tĩnh. Từ khi U Linh Chiến Hồn đột phá cửu phẩm, Tiêu Phàm cũng cảm giác tự thân phát sinh biến hóa rất lớn, về phần chỗ nào phát sinh biến hóa, hắn lại nói không lên. Tăng tốc hấp thu cùng rèn luyện thiên địa linh khí là một trong biến hóa mà thôi, Tiêu Phàm có loại cảm giác khi hắn thi triển U Linh Chiến Hồn đối địch liền có thể cắt thân thể, sẽ đến U Linh Chiến Hồn biến hóa. Đáng tiếc, nơi này thiên địa linh khí quá mức mỏng manh. Bằng không ta hiện tại liền có thể bắn vọt một cái lên chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm thở dài, lộ ra vẻ tiếc hận. Tranh tài tẻ nhạt vô vị một mực tiến hành, thẳng đến khi một đạo thanh âm vang lên lần nữa đốt nhiệt toàn trường. Ta muốn khiêu chiến Tiêu Phàm. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy một bạch bào thanh niên đột nhiên đạp không mà lên, hướng về đệ nhất phong bay đi. Bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là số 36 Chỉ Thu Tuyết. Chờ hai vòng, hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ, lần trước bị Tiêu Phàm dùng bàn thạch thánh kiếm trấn nhiếp, hắn dứt khoát đào tẩu, nhưng hôm nay, bàn thạch thánh kiếm bị phá toái, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, chỉ bằng vào điểm này cũng không đủ để hắn có dũng khí khiêu chiến Tiêu Phàm, mấu chốt là vòng thứ ba tranh tài chỉ cho đả thương người, không cho giết người. Nếu như không phải đối thủ Tiêu Phàm, không chừng còn có thể đầu hàng. Tiêu Phàm bình tĩnh ngồi ở kia, chậm rãi mở hai mắt, thần sắc không hề bận tâm, tựa như Chỉ Thu Tuyết căn bản không dấy lên bất kỳ sự hứng thú nào của hắn, hờ hững nói, ngươi muốn tìm chết cũng đừng trách ta. Lần trước ngươi không giết chết ta,
chỉ là cướp đi U Minh thần hoa, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể giết chết ta sao? Chỉ Thu Tuyết cố ý đề cao thanh âm, để tất cả mọi người ở đây nghe được nhất thanh nhị sở. U Minh thần hoa, Tiêu Phàm trong tay thật có U Minh thần hoa. Nơi này không phải không cách nào mở hồn giới à, U Minh thần hoa tàng ở đâu? Ngươi không thấy được trong tay Tiêu Phàm lại nhiều thêm một chuôi bảo kiếm sao? Cái bảo kiếm kia hắn trước đó nhưng không có, trên người hắn đoán chừng có không gian hồn binh, U Minh thần hoa vô cùng có khả năng bên trong không gian hồn binh. Cũng đúng, Tiêu Phàm nắm giữ U Minh thần hoa không có khả năng không có lửa thì sao có khói, hắn trước đó rơi vào U Minh thâm giản, nghe đồn U Minh thần hoa tại nơi cực kỳ nồng đậm thi khí cùng sát khí mới có thể trưởng thành, có lẽ trên tay hắn thật có U Minh thần hoa. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập tham lam dục vọng, cho dù là Diệp Thệ Thủy cũng thập phần không được bình tĩnh, đây chính là thần phẩm linh dược, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Chỉ Thu Tuyết thật đúng là vô cùng âm hiểm, hắn sở dĩ khiêu chiến mình căn bản không muốn thắng, mà là muốn cho Tiêu Phàm hắn trở thành địch của những người khác. Dù sao, một gốc thần phẩm linh dược cho dù bát đại thế gia cũng không có khả năng không nhìn tới. Ngươi kiếm pháp mặc dù không được tốt lắm nhưng miệng ngươi lại rất lợi hại. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cho dù thật có U Minh thần hoa trên người ta thì làm sao? Chỉ Thu Tuyết lạnh lùng cười nói, ngươi thừa nhận là tốt, ta sẽ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một vệt sáng trong nháy mắt thoáng hiện, trực tiếp xẹt qua bên người Chỉ Thu Tuyết, một cánh tay cao cao quăng lên, máu tươi chảy ra. A Chỉ Thu Tuyết kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc lui lại. Sắc mặt trắng bạch nhìn Tiêu Phàm. Còn một trong tam đại thiên tài trẻ tuổi một đời cửu đại đế triều. Thực nhìn không ra ngươi thiên tài ở đâu. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói ta đoạt ngươi U Minh thần hoa. Ta giết không chết ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể đứng đây nói như vậy sao? Ta giết không chết ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đứng đây sao? Tiêu Phàm lời nói băng lãnh thốt ra, thanh âm không lớn nhưng rất nhiều người đều nghe rõ. Cứ như vậy, Tiêu Phàm nếu thật từ trong tay hắn cướp đoạt U Minh thần hoa khẳng định đã bị hắn diệt khẩu, hắn rõ ràng là mượn cớ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết a. Đúng vậy, Mang Ngọc có tội, Tiêu Phàm thực lực mặc dù bất phàm nhưng là lão quái vật bát đại thế gia thật muốn ứng phó hắn đoán chừng cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm, lấy cớ này tự đúng là quá vụng về. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu. Cũng không có đồng tình Chỉ Thu Tuyết, ngược lại lộ ra khinh bỉ và vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn rất nhiều người tin tưởng Chỉ Thu Tuyết nói, kém chút trở thành Chỉ Thu Tuyết đao ứng phó trong tay Tiêu Phàm. Chỉ Thu Tuyết sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch liệt run rẩy tựa như nhìn thấy quái vật khủng bố, một bên lui lại, một bên cả kinh kêu lên, không có khả năng, người lần trước đều không có mạnh như vậy. Lần trước, cái kia là sự tình lúc nào, chẳng lẽ giống như người dậm chân tại chỗ sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khóe miệng hiện ra một tia cười tà. Muốn hãm hại ta, tiểu gia trực tiếp dùng thực lực đánh vỡ lời nói dối này, cũng thuận tiện lấy ngươi một cánh tay, xem như đại giới ngươi muốn hãm hại ta. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng thực có chút khẩn trương, nếu như đám người thực sự tin tưởng U Minh thần hoa trên người hắn, vậy hắn coi như thật phiền phức. May mắn là Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến phương pháp phá giải. Cái kia chính là lấy thực lực tuyệt đối áp chế Chỉ Thu Tuyết, ngươi không phải nói ngươi từ trong tay ta đào thoát sao? Hiện tại thực lực tuyệt đối chênh lệch chứng minh như thế nào ngươi có thể từ trong tay ta đào thoát? Nếu như ta thực đoạt ngươi U Minh thần hoa, nhất định sẽ giết ngươi diệt khẩu, há lại sẽ để ngươi sống đến hiện tại. Đám người cũng nghĩ tới chỗ này, lời nói Chỉ Thu Tuyết có thể tự sụp đổ. Còn cần tiếp tục sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, một tay nắm lấy Tu La kiếm. Phác đứng thẳng, trên người tản ra một cỗ khí tức siêu phàm nhập thánh. Chỉ Thu Tuyết khẽ cắn môi, phẫn hận quay người rời đi, một cánh tay bị chạm khiến hắn đối với Tiêu Phàm hận thấu xương, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ thực lực Tiêu Phàm. Đoán chừng sống tối đa hơn 2 ngày. Tiêu Phàm nhìn qua bóng lưng Chỉ Thu Tuyết, trong lòng thản nhiên nói, sau đó lách mình lại xuất hiện phía trên đệ nhất phong. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng, kế tiếp thứ 35. Lão giả nhìn thật sâu Chỉ Thu Tuyết một cái, cũng lộ ra một tia tiếc hận, tựa như hắn cũng đã biết rõ kết cục Chỉ Thu Tuyết. Khiêu chiến tiếp tục, nhìn thấy Tiêu Phàm hung ác như thế, những người khác cũng không dám tiếp tục ra tay với Tiêu Phàm, mặc dù thi đấu không cho giết người,
nhưng cắt người một tay để trên người ngươi thiếu một thứ vẫn là có thể. Đương nhiên, tu sĩ thấp giai không dám khiêu chiến Tiêu Phàm, nhưng vẫn có người dám khiêu chiến, dù sao đây là một lần cơ hội cuối cùng khiêu chiến, nếu như từ bỏ vậy liền chú định không cách nào thu hoạch được bài danh cao. Trong lúc đó, Quan Tiểu Thất bị khiêu chiến 3 lần, bất quá tất cả đều bị hắn một tiễn trấn nhiếp. Rất nhanh liền qua 2 ngày, khi lại một lần nữa đến phiên số 11 úy chỉ chiều giải, hắn lần này không có khiêu chiến Tiêu Phàm mà là khiêu chiến Lôi Hạo. Hai người nhục thân đều thập phần cường đại, bất quá vẫn là Lôi Hạo hơn một chút, lĩnh ngộ lôi điện chi lực Lôi Hạo, tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn thắng úy chỉ chiều giải cũng không khó. Ngay sau đó, số 10 Diệp Thiên Tuyết cũng khiêu chiến vị thứ 5 Tô Mạch Huyên, hai người đánh mãi không xong, cuối cùng Diệp Thiên Tuyết thắng được, chiếm cứ vị thứ 4. Mà Tô Mạch Huyên lại từ bỏ cơ hội khiêu chiến, hạng 10. Rốt cục đến phiên số 9 Sở Nhãn Nam. Hắn nhìn đám người chiến đấu, thần sắc càng ngày càng khó coi, hắn trong lòng hò hét, vì cái gì đều không khiêu chiến Tiêu Phàm. Đáng tiếc, chú định không ai có thể trả lời hắn. Số 9, lựa chọn đối thủ của ngươi. Người chủ trì không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói lên. Đám người nghe vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Sở Nhãn Nam, có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Phế vật. Ngươi sẽ lại đầu hàng sao? Tô Mạch Hàn trực tiếp mở miệng chế giễu. Câm miệng cho ta, Sở Nhãn Nam lạnh lùng gầm thét chừng Tô Mạch Hàn một cái, một cỗ khí thế ngút trời từ trên người hắn bạo phát ra, Tô Mạch Hàn bị một cỗ khí thế cuồng bạo đẩy lui mấy bước. Tô Mạch Hàn đầu tiên là giật mình, sau đó cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, trên người khí thế bộc phát ra, nhe răng trợn mắt nói có bản sự đánh với ta một trận. Tô Mạch Hàn đã sớm muốn giáo huấn Sở Nhãn Nam nhưng mà bởi vì Sở Nhãn Nam sau lưng hắn, thứ tự thấp so với hắn cho nên không cách nào xuất thủ. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, Sở Nhãn Nam mặt coi thường, ngạo khí trùng thiên, nơi nào còn có bộ dáng nhu nhược trước đó, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác. Tu sĩ vây xem cũng đều bị khí thế trên người Sở Nhãn Nam chấn nhiếp, giờ phút này hắn tựa như một đầu cự thú hồng hoang phun ra răng nanh dữ tợn. Hắn chỗ sâu con người hiện ra một tia huyết hồng, lách mình hướng về nơi xa bắn nhanh đi, mấy tức về sau liền rơi vào tòa sơn phong thứ nhất. Hắn chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến Tiêu Phàm? Đám người không khỏi xoa xoa hai mắt, trước đó Sở Nhãn Nam là bị Tiêu Phàm một kiếm kém chút chém giết, bây giờ lại chạy lên chịu chết. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện à, hiện tại Sở Nhãn Nam nhìn qua thập phần đáng sợ, tựa như một đầu mãnh hổ, trước đó nhu nhược đoán chừng đều là chưa thể hiện ra. Có người hít sâu một cái nói. Rất nhiều người không khỏi âm thầm gật đầu, bọn hắn đều bị biểu hiện Sở Nhãn Nam trước đó lường gạt, chỉ là bọn hắn không biết là Sở Nhãn Nam cố ý biểu hiện không chịu được như thế lại là vì gì đây. Cố ý giả bộ yếu thế. Vậy hắn cũng không tất yếu khiêu khích Tiêu Phàm, hiện tại lần nữa khiêu chiến Tiêu Phàm lại là đạo lý gì? Việc này quá khác thường, mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có số ít mấy người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nhãn Nam, tựa như phát hiện cái gì. Có vẻ như ngươi diễn không được tốt lắm, người khác cũng không bị mê hoặc. Trước tiên mở miệng là Tiêu Phàm, hắn đứng lơ lửng trên không, tay áo phiêu động, tóc dài bay lên, anh tuấn thoải mái. Cái này cùng Tiêu Phàm một mặt giết người đáng sợ hoàn toàn không giống, giờ phút này Tiêu Phàm giống như một trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục ta hoặc là chết. Sở Nhãn Nam ngữ khí lạnh như băng nói, làm người thập phần bá đạo nhưng lại ngạo khí trùng thiên. Nhìn thấy Sở Nhãn Nam bộ dáng này, dù ai cũng không cách nào liên tưởng đến hắn trước đó bị dọa đến chật vật chạy trốn, cũng sẽ không tin tưởng cái này là cùng một người. Không thể không nói, giờ phút này Sở Nhãn Nam quá khác thường. Thực không biết lực lượng ngươi đến từ nơi nào. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Sở Nhãn Nam cười nói. Đã không biết sống chết, vậy thì chết đi. Sở Nhãn Nam trong mắt lóe lên một vòng lệ quang. Tam ca, giết tên ngốc này, thực mẹ hắn không phải tự luyến bình thường, một bộ dạng lão tử vô địch thiên hạ nhìn là không ưa rồi. Nơi xa Quan Tiểu Thất nhìn không nổi, quát lớn. Tiêu Phàm, ta ủng hộ ngươi, diệt kẻ ngu dốt này. Tô Mạch Hàn cũng ở trên vết thương Sở Nhãn Nam vung một nắm muối. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Bình tĩnh nhìn Sở Nhãn Nam nói, không thể không nói, tất cả mọi người xem thường ngươi,
chỉ cho rằng ngươi thực lực chỉ có thể xếp thứ ba thánh thành bát tuấn. Nhưng, Tiêu Phàm ngừng lại, tiếp tục nói, bọn hắn quên một chút rất trọng yếu, phía sau ngươi là Sở gia ngàn năm luyện dược thế gia, ngươi không chỉ vũ lực không tồi, hơn nữa còn là một luyện dược sư cao thâm. Nói đến đây, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, từng đạo sương mù màu đen từ ống tay áo của hắn hiện lên, nhìn thấy một màn này, Sở Nhãn Nam con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đây là khí độc, nhìn thấy từng sợi sương mù màu đen, tất cả đám người đều hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí độc liền là thủ đoạn ngươi tranh đoạt đệ nhất đi, đáng tiếc, nó không làm gì được ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, con mẹ nó, phế vật, người vậy mà âm hiểm như thế, xem ta vẫn còn quá xem trọng ngươi rồi. Tô Mạch Hàn phẫn nộ quát, trong thi đấu sử dụng độc, đây chính là hành vi cực kỳ trơ trẽn. Đám người tự nhiên trong nháy mắt biết rõ phát sinh chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía Sở Nhãn Nam tràn ngập giận dữ. Trên không trung, trong mắt lão giả áo xám lóe qua một vòng tinh quang, tiểu tử này vậy mà đã sớm phát hiện, thật đúng là vượt ngoài ý muốn ta. Nhìn thấy một màn này, Tô Mạch Huyền cũng buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai hắn sớm biết, hơn nữa, hắn quả nhiên cũng là một tên luyện dược sư cao siêu. Biết rõ Sở Nhãn Nam dùng độc, kỳ thật không chỉ những người này, phàm là người nhiều hoặc ít biết Sở Nhãn Nam làm người đều biết rõ, hắn vô cùng âm hiểm và tàn nhẫn. Mặc dù trước đó bại bởi Tiêu Phàm, Sở Nhãn Nam biểu hiện đã thập phần chân thực, nhưng vẫn bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Ngươi làm như thế nào phát hiện? Ngược lại là Sở Nhãn Nam thập phần bình tĩnh, trong mắt hung quang càng hơn trước đó, hắn thấy Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, ngươi cho rằng bản thân cao siêu cỡ nào? Còn cho rằng thiên hạ này chỉ Sở Nhãn Nam ngươi nhạy bén, người khác đều là đồ đần. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sở Nhãn Nam nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, âm mưu thất bại khiến hắn có chút khí cấp bại phôi. Ngươi là muốn cho người trong 10 hạng đầu tiếp tục khiêu chiến ta. Đáng tiếc, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, có người không nguyện ý đối địch với ta, có người lại nhìn ra thủ đoạn Sở Nhãn Nam ngươi. Nếu như ta suy đoán không sai, độc này hẳn là ai đụng phải liền sẽ truyền nhiễm đúng không? Tiêu Phàm cố ý đề cao thanh âm. Lời này vừa nói ra, quanh thân Sở Nhãn Nam đã toát ra băng hàn sát ý hóa thành thực chất hóa kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, những người 10 hạng đầu khác cũng đều lộ ra vẻ bực tức, cho dù Diệp Trường Sinh và Hoàng Phủ Thiên Thần đều chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn đều không phải luyện dược sư cũng không am hiểu dùng độc. Đám người cũng sáng tỏ thông suốt, bọn hắn rốt cục biết rõ Sở Nhãn Nam cố ý thua Tiêu Phàm là vì cái gì, chính là hạ độc trên người Tiêu Phàm, nếu như khí độc là có thể truyền nhiễm mà nói, ai cùng Tiêu Phàm giao thủ liền sẽ truyền nhiễm đến họ. Nếu như 10 hạng đầu đều bị độc dược đánh ngã, hạng nhất há không phải trong bàn tay Sở Nhãn Nam hắn. À đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, lại nhìn thấy một áo bào trắng nam tử đột nhiên tại hư không quay cuồng. Là Trì Thu Tuyết, đám người quay đầu nhìn lại, có người trong nháy mắt nhận ra áo bào trắng nam tử, lại nhìn thấy chỗ cụt tay Trì Thu Tuyết tỏa ra khói đặc màu đen, nhanh chóng ăn mòn thân thể Trì Thu Tuyết. Trì Thu Tuyết phát tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Vô luận hắn thi triển biện pháp gì cũng căn bản ngăn cản không được khói độc hủ thực chi lực. Vẻn vẹn mấy tức về sau, Trì Thu Tuyết liền hóa thành một vũng máu hướng hư không rơi xuống. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lạnh, cảm giác tê cả da đầu, thân thể một trận ác hàn. Ngươi có phải hay không chuẩn bị nói cho tất cả mọi người, là Tiêu Phàm ta hạ độc chứ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Sở Nhãn Nam nói. Sở Nhãn Nam thần sắc thập phần bình tĩnh. Nói chẳng lẽ không phải sao? Đám người nghe vậy, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe trên người Tiêu Phàm cùng Sở Nhãn Nam, bọn hắn trong lòng cũng nghi hoặc, rốt cuộc là ai hạ độc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay vung lên, đoàn hắc phủ kia đột nhiên hội tụ vào một chỗ, sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là bên người Sở Nhãn Nam. Tự tìm cái chết, Sở Nhãn Nam chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm sẽ ra tay đánh lén, hơn nữa Tiêu Phàm tốc độ thập phần đáng sợ, không đợi hắn lấy lại tinh thần, đoàn hắc phụ kia trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh vào thể nội hắn. Cùng lúc đó, hắn một chưởng vỗ trên người Tiêu Phàm, hai người thân thể vừa chạm vào lập tức mở. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ý cười nhìn Sở Nhãn Nam phía xa nói,
nếu như là ta hạ độc, người hiện tại đã là một người chết. Sắc mặt Sở Nhãn Nam âm trầm, hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, Tiêu Phàm không chỉ đem khí độc đánh vào thể nội hắn, hơn nữa còn tiếp nhận một chưởng bá đạo của Tiêu Phàm. Lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hơn nữa còn hiện lên một đoàn hắc vụ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt biến mất, sắc mặt khôi phục như thường. Quả nhiên là hắn hạ độc, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể có biện pháp phá giải. Tô Mạch Hàn ngữ khí băng lãnh, một màn chỉ thu tuyết bị hư thối còn rõ mồn một trước mắt. Những người khác cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Sở Nhãn Nam, mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào hóa giải độc này, nhưng nếu như Sở Nhãn Nam không biết độc này, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hóa giải như thế. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Nhãn Nam hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức nặng nề từ trên người hắn bạo phát ra, khí thế khủng bố hướng Tiêu Phàm áp bách tới. Đồng thời, thân thể hắn nhanh chóng theo vào, bên ngoài thân hắn còn hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng, thập phần chói mắt. Đỉnh chấn càn khôn, Sở Nhãn Nam hai tay kết ấn, đỉnh đầu Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một bạch sắc cự đỉnh, bạch ngọc cự đỉnh ba chân hai tay, bá khí phi phàm, tựa như muốn đem hư không chấn vỡ. Tiêu Phàm đứng ở đó, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, tu la kiếm trong tay rung động nhẹ nhẹ, mắt thấy bạch ngọc cự đỉnh sắp rơi xuống đất, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên. Một kiếm nhìn như thập phần bình thản lại tản ra một kiếm chi khí sắc bén không thể địch nổi, hư không đều trực tiếp bị xé nứt mở. Phá, khẽ quát một tiếng, tu la kiếm nở rộ quang hoa, tam trọng tu la ý chí ẩn chứa kiếm mang sáng chói thập phần chói mắt, bạch ngọc cự đỉnh ở trước mặt hắn như một tờ giấy mỏng, phốc một tiếng vỡ ra. Lại chấn, hồn lực cuồn cuộn trên người Sở Nhãn Nam gào thét, lực lượng chấn áp thập phần đáng sợ, hư không chấn động tựa như một tòa núi cao từ cửu tiêu đập xuống. Một khi Tiêu Phàm bị đập trúng, cho dù nhục thân cường hãn, cho dù hắn nắm giữ lực lượng khôi phục đáng sợ cũng khẳng định ngăn không được cỗ lực lượng bá đạo này. Đồng dạng một kích ở trước mặt ta thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tu la kiếm giải phong nhị trọng, Tiêu Phàm đã có thể cảm nhận được cảm xúc tu la kiếm, tựa như tu la kiếm cùng hắn vốn là một thể. Bây giờ tu la kiếm đã siêu việt cửu phẩm hồn binh, kiếm khí đều có thể xé nát không gian, chảm phá một cái bóng mờ, căn bản không quá gian nan. Thi triển chiến hồn của ngươi đi. Tiêu Phàm khẽ nói, hắn phát hiện, hắn vẫn là xem trọng thực lực Sở Nhãn Nam. Cũng tốt, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Sở Nhãn Nam khẽ nói, bỗng nhiên tại đỉnh đầu lơ lửng một cái bạch sắc cự đỉnh to lớn. Cự đỉnh toàn thân óng ánh trong suốt tựa như bạch ngọc chế tạo thành. Quanh thân lơ lửng từng tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt thập phần huyền diệu, hơn nữa thập phần nặng nề, đụng chạm lấy hư không vậy mà kém chút vỡ nát, không gian gần như vặn vẹo. Cửu phẩm chiến hồn huyền ngọc thiên đỉnh, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn dẫn ra lực lượng tỏa hồn châu vậy mà phát hiện không dung chuyển được huyền ngọc thiên đỉnh, tựa như đây không phải một cái chiến hồn, mà là một tôn trọng bảo chân chính. Chẳng lẽ, con người Tiêu Phàm đột nhiên co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn qua huyền ngọc thiên đỉnh trắng noãn như ngọc, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, dù là gặp gỡ Diệp Trường Sinh cũng không có ngưng trọng như thế. Huyền ngọc thiên đỉnh lơ lửng, hư không khí sóng quay cuồng, thực chất hóa hồn lực như là thủy triều đập trên người Tiêu Phàm, hắn tóc dài tung bay, áo bào phần phật. Tiêu Phàm, thực lực ngươi quả thật không tệ. Mặc dù ngươi có thể chiến thắng Diệp Trường Sinh, nhưng chỉ là vừa lúc khắc chế Diệp Trường Sinh mà thôi. Nói thật, nếu như toàn lực ứng phó, Diệp Trường Sinh cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ta, ngươi bây giờ có hối hận không? Sắc mặt Sở Nhãn Nam lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm, giống như nhìn một con kiến hôi. Diệp Trường Sinh phía trên tòa sơn phong thứ ba nghe vậy hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, khí tức trên người Sở Nhãn Nam phát ra hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Giờ phút này, hắn dùng hết toàn lực đang khôi phục cánh tay trái đứt gãy nhưng mà dù là hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp dùng bất tử điều chiến hồn trọng sinh tay cụt. Nhục thân bị thương chỉ là huyết nhục thụ thương, tự nhiên có thể đủ hồn lực chữa trị, nhưng muốn tay cụt trọng sinh, khả năng liền không đơn giản như vậy, trừ phi hắn có thể chân chính lĩnh ngộ được chiến hồn bí kỹ của bất tử điều.
Làm cho Diệp Trường Sinh kinh hãi nhất là hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ ngoan cố tác dụng trên cánh tay hắn, ngăn cản tay của Trọng Sinh. Diệp Trường Sinh dư quang vừa hung ác quét Tiêu Phàm một cái, mối thù chặt tay này, Diệp Trường Sinh ta tất báo. Tại sao ta cảm giác hắn so với Diệp Trường Sinh còn cường đại hơn? Đây thực sự là Sở Nhạn Nam sao? Khí tức này tối thiểu nhất cũng hẳn là chiến đế hậu kỳ. Một người thực lực cường đại có lẽ không đáng sợ, nhưng nếu như hắn còn là một kẻ mưu mô âm hiểm vậy thì vô cùng đáng sợ rồi, Tiêu Phàm có thể là đối thủ của hắn không? Đám người cảm nhận được khí tức trên người Sở Nhạn Nam cũng hãi hùng khiếp vía một trận. Hối hận, ta cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là hối hận, ngươi liền tự tin ăn chắc ta như vậy, vừa nãy có người cũng cho là như thế, đáng tiếc cuối cùng bị ta đoạn một tay, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đánh mặt bản thân sao? Con người Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nói ra. Hắn vẫn không quên trọt Diệp Trường Sinh một cái, quả nhiên vừa dứt lời, trong mắt Diệp Trường Sinh liền tản ra một cỗ sát khí. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, đến lúc đó cho dù ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sở Nhãn Nam cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, hắn liền lần nữa xuất thủ, lần này, hắn không có kết ấn mà là thân thể trực tiếp nhào giết đến. Muốn theo Tiêu Phàm cứng đối cứng. Huyền Ngọc Thiên Quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh sát mà ra, vô tận quyền ảnh răng đầy hư không, nguyên một đám bạch sắc quyền cương to lớn toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó, bất diệt kim thân vận chuyển lên, nửa người trên trong nháy mắt biến kim quang chói mắt, mắt thấy những nắm đấm đó sắp tới gần. Tiêu Phàm động, Tu La kiếm vung ra, kiếm khí đầy trời quét sạch thương khung. Cùng quyền cương kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Kiếm tu, không động thì thôi, động sẽ kinh lôi thiên địa. Bang bang Tu La kiếm cùng quyền cương đâm vào cùng một chỗ vậy mà phát ra thanh âm kim thạch giao kích, dị thường đáng sợ, tất cả quyền cương cùng kiếm khí tại hư không nổ tung. Lần thứ nhất giao thủ ai cũng không làm gì được ai, bất quá thần sắc Tiêu Phàm lại ngưng trọng, tựa như một cái ý nghĩ trong lòng tìm được chứng minh. Không gì hơn cái này. Sở Nhãn Nam nhếch miệng cười nói, sau đó hắn hai tay kết ấn, hư không đột nhiên xuất hiện 6 bức tường ánh sáng phong tỏa bốn phía, đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương. Trong lòng Tiêu Phàm dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, Tu La kiếm trong tay chém ra mấy kiếm, quỷ dị là toàn bộ bị bức tường ánh sáng bắn ngược trở về. Vừa mới ta đã thăm dò qua thực lực ngươi, ngươi là không phá nổi tường huyền ngọc. Sở Nhãn Nam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một tia cười tà, nhìn đến ngươi mới là phế vật chân chính. Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, phong cho ta. Oanh, 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 6 mặt bức tường ánh sáng đột nhiên nhanh chóng nối tiếp tại cùng một chỗ, tại hư không hình thành một cái lồng giam lập thể dài mấy trăm trượng, đem Tiêu Phàm phong ấn ở trong đó, trên trời dưới đất, không thể trốn đi đâu được. Lúc này về sau, lồng giam lập thể hóa thành một tôn cự đỉnh trắng noãn như ngọc. Chính là Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, mà lúc này Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trên đỉnh đầu Sở Nhạn Nam cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm bị chiến hồn Sở Nhạn Nam vây khốn. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, mặc dù chiến hồn cũng có thể vây khốn người, nhưng người bình thường đều có thể tùy tiện đào thoát ra. Tiêu Phàm bên trong Huyền Ngọc Thiên Đỉnh không ngừng huy kiếm, kiếm khí sắc bén đâm vào phía trên bức tường ánh sáng lại căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại lưu quang bắn ra bốn phía, Tiêu Phàm một lần lại một lần bị đánh bay. Ha ha, Tiêu Phàm, không cần làm chuyện vô ích, bị Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong, dưới chiến thánh cảnh không ai có thể đào thoát ra được. Sở Nhãn Nam cất tiếng cười to, trong lòng lại bổ sung một câu, đầu tiên là ta còn cảm tạ ngươi thay ta đánh bại Diệp Trường Sinh, bằng không mà nói, thật đúng là có hơi phiền toái. Ở đây tất cả mọi người cùng Diệp Trường Sinh làm Sở Nhãn Nam hắn kiêng kỵ. Bởi vì Diệp Trường Sinh chiến kỹ tịch diệt không gian, là có thể đột phá Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong. Về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, Sở Nhãn Nam vừa mới bắt đầu liền không có đặt ở trong lòng, chỉ có Sở Nhãn Nam rõ ràng, Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không phải là tu luyện xảy ra vấn đề, mà là bị Sở Nhãn Nam hắn trọng thương qua một lần. Phong cho ta, Sở Nhãn Nam đưa tay vung lên, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh đột nhiên vụt nhỏ lại, như thế xuống dưới. Không mấy hơi thở liền sẽ đem Tiêu Phàm ép thành thịt nát. Hơn nữa không chỉ có như thế, bên trong Huyền Ngọc Thiên Đỉnh có một loại lực lượng thần bí luyện hóa thân thể Tiêu Phàm, giúp sinh cơ cùng hồn lực hắn.
Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, đây không phải là chiến hồn Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, mà là một hồn binh chân chính, Khôn Đỉnh trong truyền thuyết. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia kích động. Không sai, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh không phải là chiến hồn mà là một kiện hồn binh chân chính, liền như là Thái A cổ kiếm của Lâu Ngạo Thiên chính là hồn binh biến thành. Hơn nữa, nó còn có một cái danh tự khác gọi là Khôn Đỉnh, đây là Tiêu Phàm tại bên trong Tu La truyền thừa lấy được tin tức, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ, tòa hắc sắc tiểu đỉnh thần bí trên người hắn là cái gì. Trong lòng chỉ là Tiêu Phàm thập phần nghi hoặc, hồn binh là làm sao hóa thành chiến hồn. Hóa thành chiến hồn cũng liền thôi, vừa nghĩ tới đem một kiện hồn binh đặt ở bên trong hồn hải, Tiêu Phàm liền nổi da gà. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn một chút Tu La kiếm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói, Tu La kiếm có phải cũng có thể thu nhập thể nội hay không? Trước đó Tiêu Phàm còn không có nghĩ đến vấn đề này, nhưng lần này tiến vào sát lục cổ địa, Tiêu Phàm trước đó bởi vì đem Tu La kiếm để vào bên trong hồn giới mà không cách nào lấy ra, thế là ăn không ít thua thiệt. Nếu như Tu La kiếm thu nhập bên trong thể nội liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì hắn tùy thời đều có thể triệu hoán ra. Thôi, trở về lại hảo hảo nghiên cứu vấn đề này, Khôn Đỉnh có thể là đồ tốt, không thể bỏ qua. Hồi lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Khôn Đỉnh đã chỉ có 3-4 trượng, hơn nữa lấy mắt trần có thể nhìn thấy tốc độ thu nhỏ. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên, từng tia sương mù màu đen từ thể nội lan tràn ra, hướng về bốn phía mãnh liệt đi. Lúc sương mù màu đen tuôn ra, đám người trong nháy mắt nhìn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, bên trong Khôn Đỉnh khói đen che phủ, liền Khôn Đỉnh đều đen kịt vô cùng. Còn muốn phản kháng, Sở Nhạn Nam mặt coi thường nói, bị Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong còn muốn phản kháng. Tiêu Phàm còn sáng tạo kỳ tích sao? Đám người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đã biến thành đỉnh lớn màu đen, sợ bỏ lỡ cái gì. Bên trong đỉnh lớn màu đen, sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Mặc dù phóng xuất ra U Linh chiến hồn khiến hắn có loại bất an, nhưng là hắn càng không muốn bỏ qua Khôn Đỉnh. Tiêu Phàm rất rõ ràng đỉnh kia giá trị đã vượt qua cửu phẩm, vượt qua cửu phẩm, đây chính là thần phẩm trong truyền thuyết, chân chính là thần binh. Hai đỉnh vốn là một thể, nếu như có thể dung hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là một trọng bảo nghịch thiên. Trong lòng Tiêu Phàm có loại kích động không hiểu. Bây giờ Khôn Đỉnh mặc dù là trạng thái hồn hóa, lấy năng lực U Linh chiến hồn hẳn có thể thôn vệ cũng không chừng. Tiêu Phàm chờ mong, U Linh chiến hồn đột nhiên ngưng tụ một cái vòng xoáy khổng lồ trực tiếp bắt đầu thôn vệ, tựa như nhìn thấy đồ vật ngon lành. Ngay lúc đó, bạch thạch bên trong hồn hải cũng rung động hết sức lợi hại, hào quang rực rỡ, năng lượng bàng bạc màu trắng tràn vào bên trong U Linh chiến hồn, trợ giúp nó thôn vệ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy Khôn Đỉnh vậy mà đang chậm rãi hòa tan. Ngay sau đó Khôn Đỉnh phóng bạch mang chói mắt muốn ngăn cản cỗ lực lượng này thôn phệ. Ong ong, Khôn Đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt lên, tu sĩ ngoại giới thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra thần sắc quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Sở Nhạn Nam cũng phát hiện một tia không thích hợp, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn muốn triệu hoán Huyền Ngọc Thiên Đỉnh về nhưng Huyền Ngọc Thiên Đỉnh lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ hấp thụ lấy. Dù là Sở Nhạn Nam dùng hết toàn lực cũng căn bản không nghe sai khiến. Sở Nhạn Nam chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn trong lòng có loại cảm giác bị mất đi Huyền Ngọc Thiên Đỉnh. Dừng tay, Sở Nhạn Nam cũng không cách nào bình tĩnh, lách mình hướng Huyền Ngọc Thiên Đỉnh bay đi, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở bốn phía Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, lúc này một cỗ hồn lực khí lãng bàng bạc trực tiếp đem hắn chấn bay. Phốc, Sở Nhạn Nam phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, trong lòng quát ầm lên. Không có khả năng, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh làm sao có thể cùng ta mất đi liên hệ. Bên trong Khôn Đỉnh, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, U Linh chiến hồn thật đúng là không gì không thể nuốt. Oanh, cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ nặng nề tản ra, Tiêu Phàm biến sắc, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một tòa hắc sắc tiểu đỉnh lơ lửng bên cạnh hắn. Cái này, Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn, hắc sắc tiểu đỉnh không đặc biệt. Chính là hắc sắc tiểu đỉnh thần bí trước kia hắn có được. Chỉ là hắn không nghĩ tới thần bí tiểu đỉnh vậy mà sẽ chủ động xuất hiện, bất quá rất nhanh liền thoải mái, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắc sắc tiểu đỉnh chính là càn đỉnh, cùng Khôn Đỉnh vốn là một thể,
có lẽ là cảm ứng được Khôn đỉnh bị thôn phệ, cho nên mới xuất hiện. Sau một khắc, bên dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Phàm, hắc sắc tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa, lắc mình một cái liền xuất hiện ở bên trong hắc sắc càn đỉnh, bất quá hắn không có triệu hồi U Linh chiến hồn. Mấy tức sau phát sinh sự tình làm Tiêu Phàm kinh ngạc, chỉ thấy Khôn đỉnh vậy mà ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành thực thể. Đó là một tòa cự đỉnh toàn thân trắng noãn như ngọc, cùng càn đỉnh hào quang màu đen hoàn toàn tương phản, nhưng hai đỉnh lại tản ra khí tức như nhau. Ngay sau đó, hai đỉnh vậy mà nhanh chóng dung hợp tại cùng một chỗ, tựa như vốn chính là một thể. Hai đỉnh tản ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, tựa như muốn đem Tiêu Phàm chấn vỡ, hư không cũng phát ra từng đợt khủng bố ba động, thiếu chút nữa thì vỡ vụn ra. Bốn phía đám người cảm nhận được một màn này, tất cả đều cảm giác tê cả da đầu, thân thể không nghe sai khiến đứng sừng sững ở kia. Ngay cả Diệp Thệ Thủy cũng cảm giác trong lòng bị một khỏa cự thạch trấn áp, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bất quá loại cảm giác này vẻn vẹn cũng liền một cái hô hấp thời gian, theo hai đỉnh dung hợp tại cùng một chỗ liền hoàn toàn biến mất, đám người còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Ngay lúc đó, bên trong U Linh chiến hồn, càn đỉnh cùng Khôn đỉnh biến mất, chiếm lấy là một tòa tiểu đỉnh óng ánh trong suốt, toàn thân lưu chuyển lên sương mù dị dạng. Tiểu đỉnh ba chân hai tai, mặc dù rất nhỏ nhưng thập phần tinh xảo, phía trên tản ra một cỗ khí tức nặng nề làm Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh, Tiêu Phàm thật sâu nói ra mấy chữ, trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu đỉnh tinh xảo trước mắt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như việc này sớm đã nằm trong dự kiến của hắn. Nếu như không phải hắn trước đó giải phong ký ức tu la truyền thừa, thật đúng là không thể nhận ra đỉnh này, thật sự là bởi vì đỉnh này uy danh quá lớn, căn bản không phải chiến đế cảnh có thể có tư cách biết được. Nếu như những người khác biết Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh ở chỗ này, đoán chừng đã sớm xông lên, thậm chí, toàn bộ chiến hồn đại lục đều sẽ máu chảy thành sông, đến cướp đoạt đỉnh này. U Linh chiến hồn lơ lửng tại bốn phía Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh, muốn đem nó thôn phệ. Nhưng mà khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh quanh thân lơ lửng từng đạo sương mù mờ mịt, đem U Linh chiến hồn ngăn cản bên ngoài. Liền U Linh chiến hồn đều không làm gì được nó. Trong lòng Tiêu Phàm kinh dị, sau đó hít sâu một cái nói, không hổ là thần binh trong truyền thuyết. Sau đó hắn lại phát hiện một vấn đề, nếu như ngay cả U Linh chiến hồn đều không làm gì được nó, vậy làm sao xử trí Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh đây? Dù sao, nơi này chính là không cách nào mở hồn giới ra. Không biết ta điêu khắc không gian hồn binh có thể chứa đựng nó hay không? Tiêu Phàm cau mày, nếu như không cách nào xử trí Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh, chờ đợi hắn tuyệt đối là tai nạn hủy diệt. Mang ngọc có tội, đạo lý này Tiêu Phàm vẫn là minh bạch, lấy nhãn lực Diệp Thệ Thủy khẳng định có thể nhận ra Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh. Cái gọi là Nam vực đại bỉ, trước mặt Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh lại tính gì đây? Tiêu Phàm hít sâu một cái lấy ra một hòn đá nhỏ, hắn điêu khắc ra không gian hồn binh, hồn lực gào thét bao phủ Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh, muốn đem nó cưỡng ép thu nhập trong đó. Nhưng mà khiến Tiêu Phàm sắc mặt khó coi là lúc Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh tới gần hòn đá nhỏ trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm còn không phản ứng kịp, Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh rung động, chuẩn bị tránh thoát U Linh chiến hồn trói buộc. Không tốt, Tiêu Phàm kêu to, thần sắc bối rối tới cực điểm. Một khi Càn Khôn đỉnh tránh thoát ra, chờ đợi Tiêu Phàm hắn tuyệt đối là tai nạn hủy diệt. U Linh chiến hồn, thôn phệ cho ta. Trong lòng Tiêu Phàm hét lớn, toàn lực khống chế U Linh chiến hồn áp chế Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh, nhưng mà căn bản không có quá tác dụng lớn, Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát ra ngoài. Phốc, lực phản chấn to lớn làm Tiêu Phàm lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá hắn không có quan tâm thương thế ấy, hắn chỉ muốn như thế nào trấn áp Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh. Mắt thấy nó sắp tránh thoát U Linh chiến hồn trói buộc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo bạch mang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh. Bạch sắc quang mang thập phần chói mắt, tung xuống vạn sợi quang huy, bao phủ Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh, đem U Linh chiến hồn đều gạt ra. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp kinh hô ra, bạch thạch. Không sai, bạch sắc quang mang chính là bạch thạch phát ra, Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, bạch thạch vậy mà chủ động rời thể, việc này là lần thứ nhất.
Đây còn không phải Tiêu Phàm kinh ngạc nhất, hắn kinh ngạc nhất là Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bị quang mang bạch thạch bao phủ. Càn Khôn Định Thiên Đỉnh vậy mà thật giống như bị lồng giam thiên địa trói buộc, rốt cuộc động đậy không được. Sau một khắc, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh nhỏ lại, biến thành một tôn đỉnh cỡ bàn tay, lơ lửng phía dưới bạch thạch. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bạch thạch trực tiếp mang theo Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu thất tại hư không. Ngay tại lúc đó, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm tản ra, trong chớp nhoáng, hắn cảm giác bản thân có loại cảm giác bị chấn nát. Một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo ba động tràn ngập toàn thân kinh mạch hắn, thể nội càng phát ra từng đợt tiếng gầm giống như một nhóm hồng hoang cự thú đang thét gào. Chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn nào sẽ nghĩ đến bản thân vậy mà không hiểu làm sao liền đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Phải biết hắn đột phá một tiểu cảnh giới cần phải hấp thu năng lượng vô cùng khổng lồ. Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng, nội thị cơ thể, hắn lúc này mới phát hiện có một tòa tiểu đỉnh óng ánh trong suốt lơ lửng bên trong hồn hải. Từng sợi sương mù mờ mịt từ trên người nó tiêu tán ra, tràn ngập toàn thân hắn, chính là sương mù mờ mịt này phát ra năng lượng làm hắn đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Hơn nữa, hắn có thể cảm ứng được mình cùng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh có loại liên hệ, chỉ là liên hệ này thập phần vi diệu, vẫn chưa triệt để khống chế một trong vạn phần Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng cảm giác nếu như chính mình điều động lực lượng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, cho dù chiến thánh sơ kỳ cũng có thể bị nghiền ép. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, cỗ lực lượng này một khi điều động, thân thể hắn đoán chừng cũng không chịu được, đối với tâm thần cùng hồn lực tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Lấy thực lực hắn bây giờ tối đa cũng chỉ có thể thi triển một kích. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn không cách nào tưởng tượng, lúc hoàn toàn nắm giữ Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, thực lực hắn sẽ đạt tới tầng cấp gì. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh suy nghĩ. Hắn lại phát hiện tu la ý chí vậy mà thực đột phá đến tứ trọng, chỉ là so với Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm cũng không có quá kinh hãi quái lạ, đây vốn chính là sự tình trong dự kiến. Bây giờ tu la ý chí cũng đột phá đến tứ trọng, chỉ cần lĩnh ngộ tứ trọng bất hủ ý chí, ta liền có thể đột phá chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sự tình tiếp theo hắn muốn làm cũng có một tia nắm chắc. Phất tay, hư không khẽ run lên. Nhộn nhạo từng đạo gợn sóng, Tiêu Phàm cau mày một cái, đây là thiên địa chi lực gì? Người khác lĩnh ngộ đều là thiên địa hỏa diễm chi lực, phong chi lực nhưng mà hắn thi triển thiên địa chi lực, có vẻ như căn bản không ở bên trong những phạm vi này. Nếu không biết kêu cái gì, vậy liền gọi là tu la chi lực đi. Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó ngẩng đầu nhìn về bốn phía, xung quanh còn lơ lửng một đạo ánh sáng màu trắng. Chỉ là nhìn qua không có ngưng thực như trước đó mà thôi. Khôn đỉnh bị Càn đỉnh trên người Tiêu Phàm dung hợp, chiến hồn huyền ngọc thiên đỉnh của Sở Nhạn Nam đã biến thành một cái bóng mờ, hơn nữa U Linh chiến hồn còn không ngừng cắn nuốt. Nếu như U Linh chiến hồn thực thôn vệ chiến hồn Sở Nhạn Nam, đến lúc đó nhất định sẽ bại lộ tồn tại của U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm híp hai mắt, hơi hơi trầm ngâm, xem Càn Khôn Định thiên đỉnh giúp ta đột phá chiến đế hậu kỳ, tha cho ngươi một mạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh chiến hồn đột nhiên biến mất ở thể nội Tiêu Phàm, ngay lúc đó, thân ảnh Tiêu Phàm nhất thời bại lộ ra. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Sở Nhạn Nam vẫn ra sức trùng kích, muốn thu hồi chiến hồn, nhưng mà chiến hồn hắn căn bản không nghe hắn sai xử. Sở Nhạn Nam sốt ruột tới cực điểm, một khi mất đi chiến hồn, hắn tương đương với biến thành phế nhân, chính là bởi vì như thế, Sở Nhạn Nam tựa như không muốn sống. Sở Nhạn Nam đang làm gì, tiến đánh chiến hồn bản thân? Không giống, tại sao ta cảm giác hắn là muốn cứu Tiêu Phàm? Không biết thật đúng cho là hắn cứu Tiêu Phàm, hắn không biết là khống chế không nổi thực lực bản thân, cho dù giết được Tiêu Phàm, nhưng sau đó sẽ bị chiến hồn điện xử phạt. Coi như hắn thực giết chết Tiêu Phàm, người cảm thấy chiến hồn điện sẽ xử phạt hắn sao? Đám người tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, không biết Sở Nhạn Nam là vì sao? Hắn trước đó rõ ràng là muốn giết chết Tiêu Phàm, hiện tại tại sao lại phải cứu hắn đây? Ha ha, đột nhiên, Sở Nhạn Nam ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, hắn phát hiện bản thân lại có thể liên lạc với chiến hồn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến hồn hắn đột nhiên biến mất. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt hắn liền cứng ngắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nơi xa nói, hỗn trướng, ngươi đã làm gì chiến hồn của ta?
Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên nhìn Sở Nhãn Nam, hôm nay ra cao hứng, tha cho ngươi một cái mạng chó, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, không có bất kỳ kiếm mang, nhưng mà Sở Nhãn Nam nơi xa lại là toàn thân run rẩy, lách mình hướng về nơi xa bắn ngược đi. A một tiếng hét thảm truyền đến, hai chân Sở Nhãn Nam từ chỗ đầu gối đứt gãy, sau đó bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Sở Nhãn Nam trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống, oanh một tiếng hung hăng đập trên mặt đất, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, vô số khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng, Sở Nhãn Nam máu me khắp người nằm trong hố sâu, không biết sinh tử. Tê thanh âm bốn phía hít một hơi lãnh khí vang lên, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm trên không trung, mái tóc màu đen tại hư không bay lên, cả người siêu nhiên vô cùng, giống hệt kiếm thần lâm thế. Sở Nhãn Nam bị chém hai chân, hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là thiếu chủ Sở gia đó, người thừa kế gia chủ Sở gia tương lai lại bị chảm hai chân, việc này nếu như bị Sở gia biết, đoán chừng chờ đợi Tiêu Phàm chính là cái chết. Một đám nhân viên dự thi cũng hãi hùng khiếp vía, cũng may chưa đắc tội Tiêu Phàm, bằng không bọn hắn làm sao tàn đều không biết. Mặc dù Tiêu Phàm không được giết Sở Nhãn Nam, nhưng cái này so sánh với giết hắn còn khó chịu hơn. Chưa đột phá chiến thần cảnh giới trong truyền thuyết muốn hai tay trọng sinh đó là chuyện không có khả năng, trừ phi nắm giữ thần dược trọng sinh thân thể trong truyền thuyết. Sở gia thân làm luyện dược thế gia ngàn năm có lẽ có dạng thần dược này, nhưng mỗi một gốc đều tôn quý vô cùng, Tiêu Phàm một kiếm chảm không phải hai chân Sở Nhãn Nam mà là hủy một gốc thần dược của Sở gia. Rất nhiều người giờ phút này đều đang nghĩ, vì một lúc cao hứng mà đắc tội Sở gia, đáng giá không? Diệp Thệ Thủy hít sâu một cái, hắn cũng bị sự quyết đoán cùng tàn nhẫn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trong lòng trầm ngâm nói, có lẽ có dạng con rể này cũng là phúc Diệp gia ta. Không thể không nói, trải qua vòng thứ ba Nam vực đại bỉ, Diệp Thệ Thủy đối với Tiêu Phàm chuyển phát sinh biến hóa rất lớn, chỉ là vừa nhìn thấy Diệp Trường Sinh cánh tay còn chưa phục hồi như cũ, sắc mặt Diệp Thệ Thủy lại khẽ trầm xuống một cái. Diệp Trường Sinh đều bị chảm một tay, Sở Nhãn Nam bị đoạn hai chân có gì có thể kinh ngạc. Tô Mạch Hàn đầu tiên là một trận xem thường nhìn một đám tu sĩ, sau đó lộ ra một bộ đương nhiên. Ngay sau đó lại một mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm nói, tu sĩ chúng ta truy cầu khoái ý ân cừu, Tiêu Phàm mới là mẫu mực của tu sĩ chúng ta. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Trên mặt Tô Mạch Huyên đều là vẻ lo lắng. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Hồi lâu, áo xám lão giả mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm chặt đứt hai chân Sở Nhãn Nam cũng triệt để chấn kinh đến hắn. Ngay sau đó lại đến phiên số 8 Tô Mạch Hàn, bất quá hắn trực tiếp từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Không chỉ là hắn, số 7 Lôi Hạo, số 6 Quan Tiểu Thất, số 5 Diệp Thiên Tuyết, số 4 Diệp Lâm Trần cũng toàn bộ từ bỏ khiêu chiến. Thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh cũng không có khiêu chiến Tiêu Phàm. Đối với hắn mà nói chỉ cần không có đạt được hạng nhất liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà lấy tình huống hắn hiện tại hẳn là không có khả năng đánh bại Tiêu Phàm. Cánh tay hắn một mực không cách nào trọng sinh, hắn hiện tại chỉ muốn ma diệt lực lượng sát phạt trong thể nội kia, đến thời điểm lại có một tay báo thù. Nhìn thấy tất cả mọi người từ bỏ tranh tài, trong mắt lão giả áo xám lóe lên một tia tiếc hận, hạng nhất thi đấu lần này vậy mà rơi vào trong tay một kẻ ngoại lai, ai cũng không ngờ tới. Hơn nữa, người vô song thánh thành đều bị Tiêu Phàm dọa sợ mất mật, liền dũng khí khiêu chiến đều không có, đây là bi ai vô song thánh thành tu sĩ. Hồi lâu, ánh mắt lão giả áo xám rơi vào trên người Hoàng Phủ Thiên Thần, hắn là người nắm giữ cơ hội khiêu chiến cuối cùng. Số 2, người có lựa chọn khiêu chiến Tiêu Phàm hay không? Lão giả áo xám còn nói ra câu nói này, lần thi đấu này so với hắn tưởng tượng kết thúc nhanh hơn nhiều. Cho đến bây giờ, ba lượt thi đấu vẻn vẹn không đến một tháng. Ánh mắt đám người đều đặt ở trên người Hoàng Phủ Thiên Thần, nhất là tu sĩ vô song thánh thành, trong mắt bọn họ lóe qua quang mang cực nóng, rất hy vọng Hoàng Phủ Thiên Thần khiêu chiến Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất, tu sĩ tại vô song thánh thành đều chính là bị hắn sỉ nhục. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Thần thập phần bình tĩnh, lúc này hắn mới phóng ra bước chân hướng về đệ nhất phong đi qua. Tại hạ bất tài nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này, xin chỉ giáo.
Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn chăm chú Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm nhìn Hoàng Phủ Thiên Thần một cái, cũng không có nói thêm cái gì, cầm Tu La Kiếm trong tay nhàn nhạt nhìn hắn, chỉ giáo không dám nhận, đánh đi. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm luôn cảm giác Hoàng Phủ Thiên Thần không đơn giản, thanh niên nhìn qua bình thường nhưng trong thể nội lại ẩn chứa một cỗ lực lượng có tính bạo tạc. Tiêu Phàm lời nói ân tiết cứng rắn đi ra, Hoàng Phủ Thiên Thần từ trong ngực lấy ra một đôi lợi chảo chậm rãi đeo trên tay, một cỗ khí tức cực kỳ lăng lệ trên lợi chảo tản ra. Tiêu Phàm thấy thế hơi nhíu mày, hắn rất ít gặp người dùng dạng vũ khí này, trước tiên nghĩ đến Phong Lang, tất cả người hắn quen biết thì chỉ có Phong Lang nắm giữ một đôi bát phẩm phệ hồn chảo. Hoàng Phủ Thiên Thần hiển nhiên là người thứ hai, chỉ bất quá đồ vật trong tay Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn qua càng đáng sợ và lăng lệ hơn. Bắt đầu. Trong mắt Hoàng Phủ Thiên Thần lóe qua một sợi tinh quang, bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Tốc độ đáng sợ khiến Tiêu Phàm đều giật mình, phải biết Hoàng Phủ Thiên Thần còn chưa từng sử dụng chiến hồn, bậc tốc độ này vậy mà không kém gì Diệp Trường Sinh. Một cỗ khí tức khắc nghiệt phóng lên tận trời, Hoàng Phủ Thiên Thần trong nháy mắt hóa thành một đầu hung thú, khí tức bá đạo dường như quân lâm thiên hạ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm áp bách đến, muốn đem hắn nghiền ép. Lập tức, Tiêu Phàm động, Tu La Kiếm cùng một chỗ rung động, lăng không một kiếm chém ra, người cùng kiếm quang dường như hòa làm một thể, lóe lên một cái rồi biến mất. Bang, hư không truyền ra một trận thanh âm bén nhọn kêu to đâm vào linh hồn người khác có chút đau nhức, trong không trung đốm lửa bắn tứ tung, chỉ thấy hai người giằng co tại một chỗ, lợi kiếm Tiêu Phàm bị lợi chảo Hoàng Phủ Thiên Thần gắt gao nắm lấy. Vài sợi tóc màu đen bay xuống, một đường lợi mang xẹt qua khuôn mặt Tiêu Phàm. Một đạo máu tươi bắn ra. Tiêu Phàm bị thương, đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm chiến đấu đến hiện tại, mặc dù nhiều lần tổn thương nhưng chỉ dựa vào hồn lực lợi mang liền có thể làm bị thương hắn còn là lần thứ nhất. Có ý tứ. Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi khô ráo câu lên một tia hứng thú, nguyên bản hắn coi là đột phá chiến đế hậu kỳ, tại chiến đế cảnh đã không có đối thủ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên Thần lại có thể làm bị thương hắn. Đồ lục. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La Kiếm chuyển động, trong nháy mắt tránh thoát móng vuốt Hoàng Phủ Thiên Thần, sau đó lăng không chém một cái, động tác giống như nước chảy mây trôi không mang theo khói lửa. Một cơn gió lốc huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Thiên Thần nuốt hết, vô số vòng xoáy kiếm khí rảo sát lấy Hoàng Phủ Thiên Thần, đám người đã nhìn không thấy tất cả bên trong, chỉ có thể nghe được từng đạo thanh âm kim loại va chạm. Gào gừ đột nhiên bên trong gió lốc kiếm khí truyền đến tiếng gầm giận dữ, thanh thế đáng sợ kinh thiên động địa, liền thiên khung đều như run rẩy một cái. Tiếng long ngâm, Tiêu Phàm cau mày, bỗng nhiên hướng về phía sau thối lui, chẳng lẽ chiến hồn Hoàng Phủ Thiên Thần là giao long? Cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm thối lui, một đạo lợi chảo tránh thoát gió lốc kiếm khí hướng về Tiêu Phàm chộp tới, lợi chảo cực đại phô thiên cái địa, Tiêu Phàm hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Kiếm chi luật động. Một tiếng khẽ nói, hư không trống rỗng xuất hiện vô số lợi kiếm vào tới lợi chảo kia, lợi chảo cùng kiếm khí tại hư không đồng thời chôn vùi, cái gì cũng đều không lưu lại. Nơi xa, gió lốc kiếm khí biến mất, thân ảnh Hoàng Phủ Thiên Thần nhất thời bại lộ, hắn một bộ áo bào đen, đỉnh đầu lơ lửng một đầu hồn thú to lớn hung mãnh. Nó mọc ra một đầu long vĩ to lớn, sau đó thân thể lại giống như một đầu hoàng kim sư tử nhe răng nhếch miệng. Lợi chảo lộ ra phong mang, hư không đều không tiếp nhận được cỗ uy áp này. Cái này, chẳng lẽ là long ngao trong truyền thuyết, trong đám người có người nhận ra hư ảnh kia là vật gì? Tại sao có thể là long ngao, đây không phải thần giai hồn thú trong truyền thuyết sao? Những người khác cũng hít ngụm khí lạnh, một mặt không thể tin được. Long ngao, dị chủng hồn thú, không đúng, nên xưng là thần thú, chính là hậu duệ chân long. Đây là người có thể đột phá đến chiến thần đó. Nếu như dựa theo tiềm lực phẩm giai chiến hồn tính toán, Hoàng Phủ Thiên Thần há không phải có thể đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Phải biết, chiến hồn đại lục đã ngàn năm chưa từng thấy cường giả chiến thần cảnh, nếu để cho Hoàng Phủ Thiên Thần trưởng thành, chiến hồn đại lục há không phải lại có một tôn chiến thần tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, muốn đột phá chiến thần cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, bằng vào chiến hồn thiên phú còn xa xa không đủ. Nhưng có thể thấy được thần phẩm chiến hồn trong truyền thuyết đã đủ cho rất nhiều tu sĩ rung động. Không đúng, ta nhớ chiến hồn Hoàng Phủ Thiên Thần chỉ là cửu phẩm chiến hồn địa ngục tam đầu khuyển, làm sao biến thành long ngao?
Tô Mạch Hàn kêu sợ hãi. Nếu như chiến hồn phát sinh biến dị thì sao? Tô Mạch Huyên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Con người Tô Mạch Hàn khẽ run lên, địa ngục tam đầu khuyển vốn là cửu phẩm chiến hồn, nếu như biến dị quả thật có thể đột phá thần phẩm. Vốn cho là Diệp Trường Sinh đã cực kỳ biến thái, không nghĩ tới Sở Nhãn Nam không mạnh bằng Diệp Trường Sinh bao nhiêu, bây giờ lại có một hoàng phủ thiên thần. Đám người sợ hãi thán phục. Thiên tài chính là thiên tài, mang cho người ta chấn kinh quá lớn. Tiêu Phàm cố nhiên có thể đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhãn Nam, nhưng khí tức trên người hoàng phủ thiên thần càng thêm cường đại, Tiêu Phàm có thể chiến thắng hắn sao? Thần cấp long ngao, Tiêu Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, thần phẩm chiến hồn, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là cỗ khí tức đáng sợ kia khiến hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Tiêu Phàm, ngươi là kẻ thứ nhất nhìn thấy chiến hồn ta, vì lưu lại kỷ niệm, ta chuẩn bị phế tứ chi ngươi. Hoàng phủ thiên thần đột nhiên tà tà cười một tiếng nhìn Tiêu Phàm. Phế tứ chi ta, sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, hoàng phủ thiên thần bộc lộ ra chiến hồn lại muốn đoạn tứ chi hắn, nguyên bản hắn nhìn hoàng phủ thiên thần coi như vào mắt, không định làm khó hắn, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã động sát tâm. Thần phẩm chiến hồn thì lợi hại lắm sao? Cho dù hoàng phủ thiên thần ngươi thiên phú mạnh mẽ, có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào tu vi phía dưới chiến thánh cảnh thì như thế nào? Tiêu Phàm ta không phải cũng có thể làm đến điểm này sao? Thậm chí Tiêu Phàm trong lòng đang nghĩ, nếu như vận dụng toàn bộ thủ đoạn bản thân phải chăng có thể cùng chiến thánh sơ kỳ chiến một trận? Xem hoàng phủ gia tộc phía sau ngươi là bát đại thế gia, ta cũng đáp ứng lưu ngươi một cái mạng chó, chỉ đoạn ngươi tứ chi. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói ra, tựa như lại nói một sự tình không có ý nghĩa. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi hơi siết chặt. Nếu như là người khác nói dạng này, bọn hắn có lẽ còn không tin. Nhưng lấy hiểu biết của bọn hắn những ngày qua đối với Tiêu Phàm, hắn thật đúng là một kẻ không sợ trời đất, có lẽ thực có can đảm cắt tứ chi hoàng phủ thiên thần, thậm chí muốn tính mạng hắn. Bất quá, chiến hồn hoàng phủ thiên thần là thần phẩm, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm đoán chừng muốn thắng hắn cũng thập phần gian nan, lại càng không cần phải nói đoạn tứ chi hắn. Ngươi cũng muốn đoạn tứ chi ta. Không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi sao? Hoàng phủ thiên thần mặt coi thường, thần sắc cùng siêu nhiên trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó hắn thâm trầm, hiện tại hắn lại bá khí tùy tiện, không gì sánh kịp. Trong lòng hoàng phủ thiên thần, có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Sở Nhãn Nam mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là hắn sợ hãi thực lực Sở Nhãn Nam mà là lo lắng Sở Nhãn Nam dùng độc. Lần trước hắn tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn chính là Sở Nhãn Nam âm thầm tính toán hắn, chỉ là sự tình này chỉ có hắn biết rõ mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì lần trúng độc kia, chiến hồn hắn phát sinh biến dị, hơn nữa cũng không phải là biến dị bình thường. Thần phẩm chiến hồn cho dù chân chính cổ tộc thiên tài cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Đừng nói thần phẩm chiến hồn chính là chiến hồn đặc thù, cổ tộc cũng thập phần thưa thớt. Chết, một tiếng quát như sấm. Hoàng phủ thiên thần nhô ra móng vuốt sắc bén hướng về Tiêu Phàm chộp tới, uy thế so với trước mà nói tăng cường gấp 3-4 lần. Theo lợi chảo vung xuống, hư không đều xuất hiện từng đạo lợi ngấn trực tiếp bị đâm phá. Lực lượng phá toái hư không, con người đám người co rụt lại, theo bọn hắn nhận biết, cho dù chiến thánh cảnh cũng chưa hẳn có thể làm được. Hoàng phủ thiên thần chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, lại có thể làm đến bước này. Điều này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Thần uy, Tiêu Phàm cau mày, lần trước phá vỡ phong ấn tu la truyền thừa, Tiêu Phàm biết rõ rất nhiều tin tức chỉ có chiến thánh cảnh cường giả mới có tư cách biết. Liền tựa như lực lượng phá toái hư không, chỉ có người lĩnh ngộ thần uy mới có thể làm được, nếu như cường giả chiến thánh cảnh không có lĩnh ngộ thần uy cũng không thể phá toái hư không. Thần uy, tên như ý nghĩa, chính là uy áp của thần. Nghe nói đột phá chiến thần cảnh sẽ lãnh ngộ một loại lực lượng vượt qua thiên địa. Loại lực lượng này dù là vẻn vẹn chỉ là uy thế liền không phải không gian có thể chịu đựng được. Cũng không phải nói lĩnh ngộ thần uy liền vô địch thiên hạ, nó chỉ là đại biểu cho một loại uy áp hoặc có lẽ là khí tức cường độ mà thôi, không có quan hệ gì với thực lực. Hoàng phủ thiên thần hiển nhiên chính là chạm tới biên giới thần uy, mặc dù rất ít nhưng có thể tản ra một cỗ uy áp bàng bạc đáng sợ. Nếu như trước mặt hắn là một cường giả chiến thánh cảnh, đoán chừng cũng phải toàn thân phát run. Bởi vì cỗ uy áp này phát ra từ sâu trong linh hồn,
tựa như bản năng huyết mạch hồn thú áp chế, không thể ngăn cản. Nếu như người bình thường gặp cỗ uy áp Hoàng Phủ Thiên Thần này đoán chừng đã sớm quỳ lạy xuống, đứng ở đó chờ Hoàng Phủ Thiên Thần xâm lược. Nhưng mà người trước mặt Hoàng Phủ Thiên Thần lại là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm nhăn lông mày liền khôi phục bình thường. Phá, mắt thấy thời khắc Hoàng Phủ Thiên Thần đánh tới, Tiêu Phàm thế như trẻ tre, vô tận hồn lực hiện lên, kiếm khí tại hư không tàn phá bừa bãi, đốm lửa bắn tứ tung. Lợi chảo hồn binh trong tay Hoàng Phủ Thiên Thần hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm, bằng không mà nói sớm đã bị Tu La kiếm cắt nát. Vậy mà có thể đối phó được Long Chi chảo, chuôi kiếm này không tồi, ta muốn. Hoàng Phủ Thiên Thần trong mắt lóe lên tham dục nồng đậm, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có sức hoàn thủ. Long Chi chảo, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn cũng coi trọng lợi chảo hồn binh trong tay Hoàng Phủ Thiên Thần. Có Tu La kiếm, hắn cũng không phải nghĩ bản thân dùng, mà là nghĩ, nếu như Phong Lang được Long Chi chảo, có phải hay không thực lực sẽ tăng cường mấy phần. Mặc dù Tiêu Phàm không biết Tu La kiếm là hồn binh phẩm giai gì, vốn lấy Tu La kiếm trình độ sắc bén bây giờ, cửu phẩm hồn binh trực tiếp liền có thể cắt nát. Hơn nữa, đây là Tu La kiếm chưa hoàn toàn giải phong, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như hoàn toàn giải phong Tu La kiếm, nó sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Có thể cùng Tu La kiếm chống lại liền có thể chứng minh Long Chi chảo bất phàm. Thần uy, chấn nhiếp, đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên Thần hét lớn một tiếng, hư ảnh to lớn đỉnh đầu hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hồn lực đáng sợ ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Phù 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 bỗng nhiên, tu sĩ vây xem nhao nhao té quỵ dưới đất, đầu phủ phục trên mặt đất, đầu đều nhấc không dậy. Rất nhiều tu sĩ đang khổ cực kiên trì nhưng vẫn như cũ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, cỗ thần uy này so với trước đó làm cho bọn họ áp lực lớn hơn nhiều. Tựa như cửu trọng thiên muốn sập xuống, chấn áp bọn họ, căn bản không có sức phản kháng. Thần sắc Tiêu Phàm hơi chậm lại, một đạo lợi chảo đã xuất hiện ở trước người hắn, vội vàng, Tiêu Phàm cấp tốc nhanh chóng thối lui, trong quá trình nhanh chóng thối lui liên tục vung ra vài kiếm nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp bên trên bộ ngực cứng cáp hữu lực vậy mà xuất hiện một đạo vết máu sâu thấy xương, xích diễm vân giao chiến hồn trên lưng hắn cũng bị lợi chảo xé nát, hóa thành từng đợt hồn lực ba động lẻn vào bên trong hồn hải hắn. Phía dưới thần uy ta lại còn có thể nhúc nhích, bất quá, hiện tại chiến hồn ngươi bị hủy, ngươi thế nào là đối thủ ta đâu. Xem ra ta mới là người cười cuối cùng. Hoàng Phủ Thiên Thần một mặt nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra nụ cười tà. Phải vậy không, ngươi liền xác định như vậy. Tiêu Phàm cuối cùng thốt ra một đạo thanh âm, ngay sau đó lại là một đạo tiếng long ngâm, xích diễm vân giao lần nữa trống rỗng xuất hiện. Cùng vừa mới so sánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngay lúc đó, vết thương trên người Tiêu Phàm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mấy tức về sau hoàn hảo không chút tổn hại, đứng cách Hoàng Phủ Thiên Thần không xa. Hả, nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Thiên Thần trong nháy mắt ngưng kết lại, chiến hồn Tiêu Phàm vậy mà không bị thụ thương. Vừa rõ ràng phá toái rồi, hắn trước đó là 10 lần như một chảo liền có thể phế chiến hồn. Hắn không biết là xích diễm vân giao là bị tỏa hồn châu khóa chặt, vô luận nó hủy diệt như thế nào đều có thể trong nháy mắt ngưng tụ hiện hình, tối đa cũng liền tiêu hao một chút hồn lực mà thôi. Hiện tại thế nào, ngươi còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, thần uy của ngươi có vẻ như không làm gì được ta, mà ngươi lại tổn thương không được chiến hồn ta, ngươi cảm thấy ngươi thần phẩm chiến hồn ở trước mặt ta có ưu thế sao? Nghe thấy Tiêu Phàm nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Thần cứng ngắc vô cùng, thần uy, đây chính là một trong những thứ lớn nhất hắn ỷ vào, vậy mà không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại, hơn nữa Tiêu Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể đi đến hiện tại xác thực không chỉ có chỉ là vận khí, còn có thực lực cường đại. Ngươi cho rằng thần phẩm chiến hồn vẻn vẹn chỉ có thần uy sao? Hoàng Phủ Thiên Thần vẫn thập phần tự tin như cũ. Trên người tản ra một cỗ cuồng bá chi khí, liền hư không đều kém chút bị chấn nát. Thiên tài đại chiến có thời điểm khí thế rất trọng yếu, dù chỉ là mạnh hơn một chút đều có thể cười đến cuối cùng. Nhưng hiện tại Hoàng Phủ Thiên Thần khí thế trực tiếp nghiền ép Tiêu Phàm, nắm giữ thần phẩm chiến hồn, chỉ cần điều động Long Ngao chiến hồn liền có thể tản ra thần uy. Trái lại Tiêu Phàm đứng ở đó lung lay sắp đổ, hắn có thể tiếp tục cùng Hoàng Phủ Thiên Thần chiến một trận thế nào? Lúc Tiêu Phàm thất thần,
Hoàng phủ thiên thần lần nữa động, một quyền đáng sợ đánh tới Tiêu Phàm, thiên khung phía trên giống như một khỏa kim sắc lưu tinh bay vụt xuống. Hư không nổ tung, tỉ mỉ không gian liệt phùng xuất hiện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng xoáy hắc ám nghiền ép không gian. Tiêu Phàm bị cỗ khí thế to lớn ép mặt có chút vặn vẹo, tóc dài đứng đấy, thể nội phát ra một trận ken két. Hắn đứng ở đó vẫn như cũ không động, bên ngoài thân hiện lên từng đạo huyết sắc quang mang, loại huyết sắc này cực kỳ yêu diễm, đỏ tươi. Tiêu Phàm nhìn qua thập phần tà dị, yêu mị, đây là lực lượng tu la huyết mạch chi lực so với thường ngày lại càng cường đại hơn nhiều. Cỗ huy năng tính chất bạo tạc bị huyết sắc quang mang ngăn cản bên ngoài. Mắt thấy quyền cương sắp tới gần, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên, hư không không có bất luận kiếm khí gì, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ vô địch chi khí sắc bén, nhất là Hoàng phủ thiên thần cảm thụ rõ ràng nhất. Kiếm Tiêu Phàm rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất trực tiếp xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt quyền cương. Bang, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Chỉ thấy hồn lực quyền cương to lớn vậy mà quỷ dị một phân thành hai, sau đó bị vô tận kiếm khí bao phủ, thanh âm đụng vang liên miên bất tuyệt. Thần sắc Hoàng phủ thiên thần ngưng lại, đột nhiên đưa tay hướng đến vồ vào không khí, sau một khắc, lòng bàn tay hắn đột nhiên phóng ra từng đợt hỏa tinh. Cánh tay hắn bị một cỗ đại lực chấn động hướng phía sau vung đi, lòng bàn tay hắn có một đạo dấu long chảo rất nhạt. Nếu là hồn binh khác đoán chừng bàn tay đã bị chém rụng. Nhưng long chi chảo lại ngăn trở, đủ để chứng minh long chảo cường đại. Thân thể Hoàng phủ thiên thần tại hư không vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt, sau đó lần nữa đánh tới, từng quyền oanh sát ra, kiếm khí đầy trời hư không liên tục nổ tung. Hiện tại nên đến ta xuất thủ. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, một kiếm chém ra, mỗi một cái động tác giống như nước chảy mây trôi, nhìn qua phiêu giật thoải mái, kiếm khí sắc bén mà lạnh buốt. Dường như muốn đem Hoàng phủ thiên thần nuốt hết. Trên người hắn quấn quanh vô số kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Long khiếu cửu thiên, Hoàng phủ thiên thần rốt cục nhịn không được cuối cùng phát ra một tiếng hét giận dữ, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ bá đạo từ trên người hắn nở rộ mà ra, dường như muốn vỡ nát thiên địa. Kiếm khí đầy trời vỡ nát, thân thể Tiêu Phàm rung động một cái, hướng về phía sau thối lui. Chiến hồn xích diễm vân giao trên đỉnh đầu hắn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Tại bên ngoài thân Hoàng phủ thiên thần thiêu đốt lên một loại kim sắc khí diễm, thể nội càng phát ra trận trận tiếng long ngâm, thanh thế to lớn, dị thường kinh khủng. Long chi huyết mạch, Tiêu Phàm bị đánh bay mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình, cảm nhận được Hoàng phủ thiên thần trên người biến hóa, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Hoàng phủ thiên thần bởi vì chiến hồn dị biến mà thức tỉnh một tia long chi huyết mạch. Dù là còn chưa chân chính thức tỉnh, chỉ là một tia một sợi cũng đủ cho hắn xem thường bất luận kẻ nào dưới chiến thánh cảnh. Long tộc, đây chính là thiên sinh thần tộc cùng một dạng với hồn tộc cũng, long chi huyết mạch đại biểu cho thần huyết mạch, tự nhiên bất phàm. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có e ngại, tu la huyết mạch thể nội không kém gì long chi huyết mạch, chỉ là Tiêu Phàm còn kiêng nể, chưa điều động cấp độ tu la huyết mạch mà thôi. Vừa vặn. Thử xem lực lượng nó như thế nào. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái, ra một cái quyết định. Ngươi cũng biết rõ long chi huyết mạch, đáng tiếc, tứ chi của ngươi ta vẫn muốn đoạn. Thời khắc Tiêu Phàm thất thần, Hoàng phủ thiên thần đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Hắn một chảo vung lên, trên mặt nhe răng cười. Huyết sát, Tiêu Phàm quát nhẹ, huyết sát kiếm mang đâm phá thiên không, chém về phía móng vuốt, bất quá, Hoàng phủ thiên thần tốc độ càng nhanh. Một chảo xé nát huyết sắc kiếm khí, trong nháy mắt bắt lấy tu la kiếm. Một cái móng vuốt khác hóa chảo làm quyền, quyền cương bá đạo hung hăng rơi xuống, khí thế cuồng bạo lao thẳng tới đầu Tiêu Phàm mà đến. Ngươi chết đi, Hoàng phủ thiên thần phun ra ba chữ, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Con người Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, Hoàng phủ thiên thần một quyền này vô cùng bá đạo hơn nữa còn là đánh tới đầu hắn, Hoàng phủ thiên thần đâu chỉ muốn phế hắn tứ chi. Hoàn toàn là muốn trực tiếp giết hắn. Một khi bị một quyền này oanh trúng, đầu hắn tất nhiên sẽ trực tiếp nổ tung. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Tiêu Phàm trong nháy mắt thiêu đốt tới cực điểm, bất diệt kim thân thi triển ra, khí thế tính chất bạo tạc từ trên người hắn nở rộ mà ra. Gần như đồng thời, hắn một quyền trực tiếp nghênh lên, càn khôn định thiên đỉnh bên trong hồn hải tản ra quang mang hừng hực,
một cỗ lực lượng huyền diệu tuôn hướng nắm đấm Tiêu Phàm. Chết là ngươi, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, chỉ một thoáng, khí thế của hắn bạo tăng mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Một màn này làm Hoàng Phủ Thiên Thần phát sợ, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực hắn. Mấu chốt là, khí thế một người làm sao có thể trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần đây. Cho dù hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn cũng không thể nào làm được loại này. Hồn huyết hợp kích. Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không dám giấu dốt, khí thế trên người lại mạnh gấp bội. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm cái gì đều không phải, một cỗ bất an từ trong lòng dâng lên. Chết CMMD. Tiêu Phàm trực tiếp nói tục, quyền cương tính chất bạo tạc cùng nắm đấm Hoàng Phủ Thiên Thần đâm vào một chỗ. Oanh, cuồn cuộn hồn lực khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng, hư không đều vỡ nát, Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Thần bao phủ hoàn toàn ở trong đó, nơi đó đã trở thành bạo loạn. Dù là Diệp Thệ Thủy cũng thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn không chung, cỗ khí thế kia làm bọn hắn một trận kinh hồn táng đảm. Bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy, chiến đế cảnh tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng khí thế này, dù là chiến thánh sơ kỳ đoán chừng cũng bất quá chỉ như vậy thôi. Càng có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ bọn hắn đã đột phá chiến thánh hay sao? Rất nhiều người lắc đầu. Vừa nãy bọn hắn cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ, muốn đột phá chiến thánh cảnh là cơ bản không có khả năng, chỉ là hai người lực lượng đã không kém gì chiến thánh cảnh mà thôi. Đây chính là uy lực thần phẩm chiến hồn sao? Vậy mà đáng sợ như thế? Thế nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần cường đại như thế cũng liền thôi, Tiêu Phàm làm sao có thể cường đại như thế đây? Nhìn ra, bí mật trên người Tiêu Phàm cũng không ít. Diệp Thệ Thủy híp hai mắt nhìn phía xa. Hắn trong lòng càng ngày càng khiếp sợ thân phận Tiêu Phàm. Về phần các thiên tài cùng giai một đời với Tiêu Phàm và Hoàng Phủ Thiên Thần, tất cả đều ngốc trệ tại chỗ, tựa như nhận đả kích lớn, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đám người ánh mắt đều bị không trung va chạm kịch liệt hấp dẫn, nơi đó đã trở thành khu vực hồn lực bạo loạn, dù là chiến đế đỉnh phong bình thường đi vào đoán chừng đều phải chết là không nghi ngờ. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới động tĩnh đáng sợ lại do hai tu sĩ chiến đế cảnh hậu kỳ gây ra. À đột nhiên, một trận thanh âm tê tâm liệt phế từ trên cao truyền đến, đem bạo động hồn lực ba động chấn khai, tầng mây chân trời trực tiếp nổ tung. Rất nhiều người muốn thấy rõ ràng chỗ nào phát sinh, nhưng mà căn bản thấy không rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Hồn lực một khi tới gần trong nháy mắt sẽ bị một cỗ lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Bên trong bạo động hồn lực, Tiêu Phàm một quyền đánh nát một cánh tay Hoàng Phủ Thiên Thần, Hoàng Phủ Thiên Thần nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Không có khả năng, ta thức tỉnh một tia long chi huyết mạch, còn có long ngao chiến hồn phụ thể, dựa vào sức mạnh thân thể ngươi làm sao có thể thắng ta. Hoàng Phủ Thiên Thần gào thét, một mặt không thể tin được nhìn Tiêu Phàm. Long chi huyết mạch, đây chính là danh xưng nhục thân đệ nhất huyết mạch lực lượng, lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát. Nếu như Tiêu Phàm tu vi so với hắn mạnh, Hoàng Phủ Thiên Thần còn có thể lý giải, nhưng Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, vậy mà thắng hắn. Không chỉ ngươi có át chủ bài. Tiêu Phàm ánh mắt đạm nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc, ta vẫn muốn đoạn tứ chi ngươi. Tiêu Phàm đem lời nói Hoàng Phủ Thiên Thần còn nguyên trả lại, ngay sau đó, thân thể hắn lần nữa động, Tu La kiếm vung lên trực tiếp chạm phá thiên khung. Giờ phút này Hoàng Phủ Thiên Thần đã bị trọng thương, đâu là đối thủ Tiêu Phàm, một cánh tay khác cũng bị Tiêu Phàm chém xuống, Hoàng Phủ Thiên Thần đau tê tâm liệt phế. Hiện tại nên là hai cái đùi. Tiêu Phàm lại nói, căn bản không có ý tứ nương tay. Đối với người muốn giết hắn, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là Hoàng Phủ Thiên Thần là thiếu chủ Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc, hắn cũng không để trong mắt. Nói câu không dễ nghe. Tiêu Phàm cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao đã đắc tội không ít đại gia tộc, nhất là Lăng gia, thêm một cái Hoàng Phủ gia tộc cũng không sao cả. Tiêu Phàm, người cần phải nghĩ kỹ, Hoàng Phủ Thiên Thần ta mà chết, ngươi cũng phải chết, còn có gia tộc của ngươi, tất cả thân bằng hảo hữu ngươi đều phải chết. Hoàng Phủ Thiên Thần sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, cười gằn uy hiếp nói. Lấy hắn đối với Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm cố nhiên cuồng vọng, phách lối, bá đạo. Nhưng hắn cũng xem như trọng tình trọng nghĩa,
khẳng định sẽ không liên lụy thân hữu cùng người nhà. Phốc, đáng tiếc, nghênh đón Hoàng Phủ Thiên Thần vẫn như cũ chỉ có một kiếm Tiêu Phàm, chân trái từ chỗ đầu gối hắn đứt gãy, máu tươi bay vụt. Hoàng Phủ Thiên Thần uy hiếp đối với Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ đã chặt đứt hai tay hắn, nếu như buông tha hắn, hắn sẽ bỏ qua người nhà cùng bằng hữu bản thân sao? Hiển nhiên không thể, đã như vậy, vậy vì sao không dứt khoát khoái ý ân cửu đây? Tiêu Phàm, người sẽ chết rất thảm, người cùng ngươi có quan hệ đều chết không yên lành. Hoàng Phủ Thiên Thần kinh hô gầm thét. Có ý tứ, lúc này còn uy hiếp ta. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, Tu La kiếm rung động, một vệt sáng xẹt qua hư không, chặt đứt đùi phải Hoàng Phủ Thiên Thần. Ngươi, Hoàng Phủ Thiên Thần nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế, bản thân uy hiếp vậy mà hắn hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Hoàng Phủ Thiên Thần trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi, trên đời này có thể làm cho hắn sợ hãi rất ít người, nhưng mà hôm nay, Tiêu Phàm chính là một người trong đó. Nói tiếp, con người Tiêu Phàm đạm nhiên vô cùng, làm một cái thế mời, người yên tâm, người bên ngoài bây giờ đều nhìn không thấy nơi này phát sinh cái gì, cũng không nghe được thanh âm nơi này. Tiêu Phàm, thả ta nhất định sẽ không làm gì đối với người nhà cùng bằng hữu ngươi. Hoàng Phủ Thiên Thần nơi nào còn dám chống đối Tiêu Phàm, kẻ này nhất định chính là một sát nhân. Nếu như uy hiếp hắn, đoán chừng liền không chỉ là đoạn tứ chi đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Phàm cau mày một cái, mặt coi thường nhìn Hoàng Phủ Thiên Thần nói, nhìn đến ngươi cốt khí cũng không làm sao, ngươi đã nói xong. Tiêu Phàm, chờ đã, nghe được hai chữ di ngôn, toàn thân Hoàng Phủ Thiên Thần run rẩy. Đã trễ, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nhìn thần phẩm chiến hồn long ngao phía sau Hoàng Phủ Thiên Thần một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Một kiếm khẽ vung ra, trên cổ Hoàng Phủ Thiên Thần xuất hiện một vết nứt. Hoàng Phủ Thiên Thần sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, hai tay bưng bít lấy cổ mình nhưng mà vừa đụng phải, đầu liền lăn xuống. Ngươi, trong con ngươi Hoàng Phủ Thiên Thần tràn ngập sợ hãi và không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở bên trong Nam vực Đại Bỉ. Nhất là vòng thứ ba là không cho phép giết người, Tiêu Phàm lại cả gan dám giết hắn, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Từ một khắc ngươi muốn giết ta trở đi, kết cục ngươi liền đã định trước. Huống chi thêm Hoàng Phủ gia tộc ngươi cửu gia cũng không nhiều. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bỗng nhiên, U Linh chiến hồn lan tràn ra, hướng về hư ảnh long ngao sắp biến mất bao phủ tới. Ngoại giới, đám người chờ đợi hồi lâu lại vẫn như cũ không thấy Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Thần xuất hiện. Vừa nãy thanh âm kia không biết là Tiêu Phàm hay là Hoàng Phủ Thiên Thần, qua nửa thời gian chén trà nhỏ lại còn không phân thắng bại. Đoán chừng Hoàng Phủ Thiên Thần muốn hơn một chút đi, dù sao hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn, dù là cổ tộc yêu nghiệt cũng không hơn cái này. Ai, vốn cho là Tiêu Phàm có thể đánh bại Diệp Trường Sinh, đệ nhất nhất định là trong bàn tay hắn, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên Thần lại có thể ẩn nhẫn như thế, cho đến hôm nay mới bộc phát. Đám người ngắm nhìn hồn lực bạo loạn không chung, đang suy đoán kết quả đại chiến lần này. Cuồng Sinh, người nói ai sẽ thắng? Ánh mắt Diệp Thệ Thủy gắt gao nhìn chằm chằm không trung phía trên, rất muốn biết kết quả chiến đấu. Tiêu Phàm mặc dù đột phá đến chiến đế hậu kỳ, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần có thần phẩm chiến hồn quá mức thưa thớt, Hoàng Phủ Thiên Thần cơ hội thắng lợi lớn hơn, chỉ là Hoàng Phủ Thiên Thần nếu như thắng được, Tiêu Phàm sợ là sẽ bị phế. Úy Chỉ Cuồng Sinh thở dài, trong thần sắc đều là vẻ tiếc hận. Mặc dù vòng thi đấu thứ ba không cho giết người, nhưng đả thương người vẫn có thể, bọn hắn cũng không tiện nhúng tay tranh tài, muốn cứu Tiêu Phàm cũng rất khó. Ta có một loại dự cảm, Tiêu Phàm sẽ thắng. Diệp Thệ Thủy hít sâu một cái nói, hiện tại hắn lại không muốn Tiêu Phàm chết. Lấy thiên phú Tiêu Phàm, nếu như có thể gia nhập Diệp gia, coi như đem tiểu ma nữ gả cho hắn thì như thế nào đây, kể từ đó, hắn khẳng định sẽ trung thành với Diệp gia. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra. Chỉ thấy bạo loạn hồn lực không chung trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức bộc lộ thân ảnh ra bên ngoài. Nơi đó, trừ một người ở trần, cái gì cũng đều không có. Nhưng chính là chỉ có hắn xuất hiện khiến rất nhiều người hít một hơi lạnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Tiêu Phàm thắng. Hoàng Phủ Thiên, Thiên Thần đâu? Có người kêu sợ hãi, thời điểm nói chuyện,
bờ môi có chút run lên, trên mặt đều là thần sắc không thể tin được. Tiêu Phàm thắng, Hoàng Phủ Thiên Thần đâu? Đây là vấn đề tất cả mọi người hiếu kỳ cùng kinh ngạc, Tiêu Phàm thắng cố nhiên làm đám người không thể tin được, dù sao Hoàng Phủ Thiên Thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, dưới chiến thánh cảnh cơ hồ không người có thể địch mới đúng, Tiêu Phàm làm sao thắng hắn đây? Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm thắng, Hoàng Phủ Thiên Thần như thế nào lại không thấy? Hắn giết Hoàng Phủ Thiên Thần, có người đột nhiên mở miệng, những người khác lập tức hít một hơi lạnh. Giết Hoàng Phủ Thiên Thần, nếu như là người khác, bọn hắn tin tưởng khẳng định không dám, nhưng Tiêu Phàm là sát thần thật đúng là cái gì cũng đều làm ra, đoán chừng thật có khả năng giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Chỉ là, vòng thi đấu thứ ba không phải không cho giết người sao? Hoàng Phủ Thiên Thần nếu quả thật bị hắn giết chết, không chỉ chiến hồn điện phải trừng phạt hắn, vô nhai cung Hoàng Phủ gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn Tiêu Phàm, lão giả áo xám nhất thời không biết mở miệng như thế nào, dựa theo quy củ giới trước, kẻ giết người nhẹ nhất trừng phạt đều là hủy bỏ tư cách tranh tài. Nếu như Tiêu Phàm giết Hoàng Phủ Thiên Thần, cho dù hắn được đệ nhất, vậy cũng khẳng định không có ý nghĩa. Tiêu Phàm, Hoàng Phủ Thiên Thần đâu? Cũng đúng lúc này, Úy Chỉ Cuồng Sinh trầm giọng hỏi, hắn trong lòng đang cầu khẩn Hoàng Phủ Thiên Thần còn sống, nếu như chết, Hoàng Phủ gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù Diệp Thệ Thủy nguyện ý bảo vệ hắn, đoán chừng cũng không chịu nổi lửa giận Hoàng Phủ gia tộc, dù sao người nắm giữ thần phẩm chiến hồn tương lai có khả năng trở thành chiến thần cảnh. Hắn phá toái hư không không thấy nữa, đoán chừng đã phi thăng rồi. Tiêu Phàm trịnh trọng nói ra. Phá toái hư không, phi thăng, trên mặt đám người lộ ra vẻ cổ quái, phá toái hư không bọn hắn đại khái có thể hiểu được là có ý gì, nhưng phi thăng lại là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm cũng là đột nhiên nghĩ đến cớ này, dù sao hắn sẽ không thừa nhận giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Có ý tứ gì? Úy Chỉ Cuồng Sinh hỏi. Các ngươi cũng biết rõ, hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn Long Ngao phát ra thần uy có thể phá toái hư không đúng không? Tiêu Phàm thập phần kiên nhẫn giải thích nói. Đám người gật gật đầu, Tiêu Phàm lại nói, ngay từ đầu hắn chỉ có thể phá toái từng tia hư không liệt phùng, nhưng mà về sau hắn phát ra thần uy càng ngày càng mạnh, hư không liệt phùng cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hư không xuất hiện một cái lỗ đen to lớn, Hoàng Phủ Thiên Thần bị hắc động kia hút vào trong đó, ta đoán chừng là đi đến một cái thế giới khác, ai, ta muốn kéo đều kéo không được. Nói đến đây, Tiêu Phàm thật sâu thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Nguyên lai là có chuyện như vậy, khó trách trước đó truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng chính là lúc hắn bị hút vào trong đó. Chiến hồn đại lục bên ngoài thực còn có thế giới khác sao? Hắc động kia lại thông hướng chỗ nào? Ta từng trong một bản cổ tịch thấy qua, chiến hồn đại lục bên ngoài là cái gì? Có hai loại suy đoán, loại thứ nhất nói là bên ngoài chiến hồn đại lục là một mảnh hư vô, cái gì cũng đều không có, còn có một loại nói là bên ngoài chiến hồn đại lục còn có một cái thế giới, so với chiến hồn đại lục cũng lớn vô số lần, Hoàng Phủ Thiên Thần khả năng thực đi đến thế giới kia. Cái này ta cũng đã được nghe nói, thế giới càng lớn liền chiến thần cũng rất nhiều, Hoàng Phủ Thiên Thần thật đúng là vận khí thật lớn, nếu như có thể ở nơi đó đột phá chiến thần cảnh trở lại, chậc chậc. Đám người ngươi một lời ta một câu, không ngừng thay Tiêu Phàm di bổ. Phần lớn người nguyện ý tin tưởng thuyết pháp này, dù sao bọn hắn trước đó nhìn thấy qua Hoàng Phủ Thiên Thần phá toái hư không. Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng thực lực Tiêu Phàm là không có khả năng giết chết Hoàng Phủ Thiên Thần. Cũng có số ít người thái độ hoài nghi, cũng không nói thêm cái gì, ngoài ra còn có cực ít người hoài nghi Hoàng Phủ Thiên Thần đã chết, cái gì một cái thế giới khác, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tiêu Phàm nghe thấy đám người nói, thiếu chút nữa thì nhịn không được cười ra. Không nghĩ tới thật là có người tin tưởng hắn. Bất quá hắn cũng không tính là đang nói láo, Hoàng Phủ Thiên Thần chết, nói theo một ý nghĩa nào đó, không phải liền là đi đến một cái thế giới khác sao? Không biết bên ngoài chiến hồn đại lục có phải thực còn có thế giới khác hay không? Trong lòng Tiêu Phàm lại nói thầm một câu. Hắn là người địa cầu trùng sinh, địa cầu cùng nơi này vốn là hai thế giới, chỉ là hắn không biết, trừ nơi này có thể còn có thế giới khác hay không? Nếu như bên ngoài chiến hồn đại lục vẫn tồn tại thế giới khác, hắn cũng rất dễ dàng tiếp nhận cùng lý giải. Úy Chỉ Cuồng Sinh thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái,
còn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái gì, lúc này, Diệp Thệ Thủy đột nhiên nói ra, tuyên bố kết quả đi, do Hoàng Phủ Thiên Thần biến mất, những người khác tiến lên một cái thứ tự. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thệ Thủy vậy mà không có làm khó hắn, chẳng lẽ hắn cũng tin tưởng mình. Trong lòng Tiêu Phàm phủ định, hắn có thể không tin Diệp Thệ Thủy cũng sẽ cho là như thế, coi như thực sự là dạng này, hắn cũng nên tìm bản thân gây phiền phức mới đúng a. Diệp Thệ Thủy rốt cuộc là ý gì? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, trong lúc nhất thời không biết Diệp Thệ Thủy nghĩ gì. Vâng, lão giả áo xám gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, trận chiến này, Tiêu Phàm thắng, hiện tại ta tuyên bố thứ tự Nam vực đại bỉ. Áo xám lão giả liếc nhìn lấy người trên 70 tòa sơn phong, không được, nói cho đúng là 69 ngọn núi cao, ở bên trong ánh mắt, đám người toàn bộ hướng phía trước nhảy qua một ngọn núi. Hạng 69. Áo xám lão giả bắt đầu tuyên bố kết quả thi đấu, cuối cùng chỉ có 69 người còn đứng ở các tòa đỉnh núi, đây cũng là nhân số ít nhất từ trước đến nay của Nam vực đại bỉ. Quỷ dị nhất là, 39 người toàn bộ đều bị Tiêu Phàm đào thải ra. Ghi chép này cũng đánh vỡ ghi chép giới trước. Hạng 10, úy trì chiều dài. Áo xám lão giả tiếp tục nói, dư quang không khỏi quét úy trì cuồng sinh một cái, úy trì cuồng sinh trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, con trai của hắn có thể xếp hạng 10, hắn làm phụ thân tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Hạng 9, Tô Mạch Huyên. Hạng 8, Sở Nhãn Nam. Hạng 7, Tô Mạch Hàn. Hạng 6, Lôi Hạo. Hạng 5, Quan Tiểu Thất. Hạng tư, Diệp Thiên Tuyết. Nói đến đây, lão giả áo xám dừng lại một cái, các người 7 người qua một lúc theo ý chỉ điện chủ đi nhận ban thưởng thi đấu. Thần sắc đám người thập phần bình tĩnh, đối với cái gọi là ban thưởng, bọn hắn càng quan tâm bài danh bản thân hơn, bất quá Quan Tiểu Thất lại là ma quyền sát trưởng, ban thưởng đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hạng 3, Diệp Lâm Trần. Hạng 2, Diệp Trường Sinh. Áo xám lão giả tiếp tục thì thầm. Diệp Trường Sinh cuối cùng chỉ đoạt được hạng 2, hiển nhiên cũng vượt ngoài ý muốn, hắn thấy, nguyên bản hạng nhất trừ Diệp Trường Sinh ra, không thể là ai khác. Lúc này, lão giả áo xám hít sâu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm đệ nhất phong, chủ trì Nam vực đại bỉ đã bao lâu nay, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy kẻ ngoại lai chiếm hạng nhất. Mặc dù có chút không cam lòng nhưng hắn hay nói, hạng nhất, Tiêu Phàm. Hạng nhất, Tiêu Phàm. Thanh âm không lớn lại vang vọng hư không, chấn động cửu tiêu, tựa như từng tiếng tiếng sấm đánh vào trái tim mỗi người. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại đệ nhất phong đỉnh, thân ảnh phía trên cũng không vĩ ngạn, còn lờ mờ có chút gầy gò. Người kia chính là Tiêu Phàm, đệ nhất giới Nam vực đại bỉ. Hạng nhất, Tiêu Phàm, người chủ trì áo xám lão giả lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, tại Nam vực đại bỉ trước đó. Có ai sẽ nghĩ tới một kẻ ngoại lai sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất? Nam vực đại bỉ giới trước, kẻ ngoại lai cho dù được ba hạng đầu đều hết sức thưa thớt, lại càng không cần phải nói đệ nhất. Hơn nữa, người tham gia giới Nam vực đại bỉ này còn không chỉ là người chiến hồn điện cùng Nam vực cửu đại đế triều, liền các thiên tài tam cung tam các tất cả đều tham gia. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Giang Thiên Vân đưa ra để Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất Nam vực đại bỉ. Mới để cho hắn gia nhập chiến hồn điện. Tiêu Phàm có thể tranh đoạt ra, đứng ở đỉnh cao nhất, đó là sự tình gian nan biết bao. Nhưng mà Tiêu Phàm thực làm đến, hắn vậy mà thực sự là đệ nhất. Đệ nhất sao? Tiêu Phàm sắc mặt thập phần bình tĩnh, không vui không buồn, tựa như cái này là thuộc về hắn, trong miệng chậm chạp nói, tiểu ma nữ, ta rất nhanh sẽ đến. Đám người cũng thật lâu không thể bình tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể có được hạng nhất. Mặc dù hắn tại Vô Song Thánh Thành động tĩnh huyên náo rất lớn nhưng trong mắt rất nhiều thiên tài đại gia tộc, vẫn chỉ là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi. Nhưng hiện tại chính là vai hề không vào pháp nhãn bọn họ đã chiếm lấy hạng nhất, đây chính là tương đương với một bàn tay hung hăng tát trên mặt bọn hắn. Tiêu Phàm, chúc mừng! Phía trên tòa sơn phong thứ 9, Tô Mạch Huyên cười một tiếng, giống như một đóa chi hoa trí tuệ. Tam ca, chúc mừng! Quan Tiểu Thất cười ha ha. Tựa như đoạt được đệ nhất là hắn. Ta sớm biết Tiêu Phàm là mạnh nhất. Tô Mạch Hàn cũng cất tiếng cười to, Sở Nhãn Nam vừa mới tỉnh, nghe được câu này, lần nữa ngất đi. Diệp Lâm Trần nôn một ngụm chọc khí, bên trong đôi mắt lạnh như băng lóe qua một vòng tinh quang, tựa như cũng vì Tiêu Phàm được hạng nhất mà cảm thấy kiêu ngạo.
Trong đám người Ám Dực cau mày một cái, hắn không ngờ tới Tiêu Phàm vậy mà đoạt được danh hiệu đệ nhất, cũng đúng lúc này, hắn cảm giác đầu một trận nhẹ nhàng, cỗ trói buộc trong nháy mắt biến mất. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, bên tai hắn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, lúc đầu hứa hẹn hữu hiệu, hy vọng ngươi lần sau đừng có chĩa kiếm vào ta. Ám Dực ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nơi xa, trong lòng rầu rĩ một trận, cuối cùng khẽ cắn môi biến mất trong đám người. Trong đám người còn có một đạo thân ảnh không đáng chú ý, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ khổ sở, đời này ta chú định truy không kịp ngươi, cũng báo không được thù. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ còn có thể nhận ra, người này chính là Kiếm Vương Triều Thất Giả Cố Vũ Hề, chỉ là hai người chú định không có gặp gỡ quá nhiều kẻ khác cùng Tiêu Phàm có thù. Ánh mắt phức tạp vô cùng, Diệp Trường Sinh trầm mặc không nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lạnh lùng và sát ý, mối thù chặt tay, hắn khắc cốt minh tâm. Độc Cô Trường Phong 10 vị trí đầu cũng không lọt vào càng nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lăng gia, Giang gia, Sở gia nhìn về phía Tiêu Phàm càng lộ ra sát cơ. Sau khi rời khỏi sát lục cổ địa, ba hạng đầu đi theo điện chủ đại nhân mang các ngươi đi nhận thưởng. Lão giả áo xám lại nói, sau đó đối với Diệp Thệ Thủy cùng Ý Chỉ Cuồng Sinh không chung hơi hơi thi lễ. Thần sắc Diệp Thệ Thủy đạm mạc, mà Ý Chỉ Cuồng Sinh đột nhiên lấy ra một khối ngọc bài, đưa vào một tia hồn lực nói, tất cả người dự thi nghe lệnh, sau 3 ngày mở ra truyền tống trận, phàm là nơi có ánh sáng liên thông chân trời chính là vị trí truyền tống trận, 3 ngày sau, người chưa chạy tới tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm vừa dứt. Ngọc bài trên người tu sĩ ở đây đồng thời vang lên thanh âm Ý Chỉ Cuồng Sinh, không chỉ bọn hắn, những tu sĩ bên trong vòng thứ nhất thi đấu và U Minh Quỷ Quật, trong ngọc bài cũng đồng thời vang lên thanh âm này. Ngay sau đó, từng đạo chùm sáng màu trắng tại cuối chân trời thoáng hiện, liên thông chân trời dù là ban ngày đều lộ ra thập phần chói mắt, 3 ngày thời gian đã đủ để tất cả mọi người chạy tới. Tiểu Ngũ, có nhìn thấy lão nhị hay không? Tiêu Phàm nhíu mày nói. Hắn trước đó liếc nhìn lấy đám người, liền không có nhìn thấy bóng dáng bản tử. Chỉ một mực tranh tài cho nên không có quan tâm vấn đề này, nhưng mà đến bây giờ còn chưa nhìn thấy bản tử, hắn trong lòng lo lắng vô cùng. Ta cũng không có gặp, lấy thực lực nhị ca khẳng định có thể thông qua U Minh Quỷ Quật, nhị ca sẽ không có tham gia vòng thứ 2 tranh tài sao? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tâm thần chìm vào bên trong tỏa hồn châu, cảm ứng hồn lực bàn tử, nhưng mà căn bản không có bất kỳ phản ứng. Bằng vào thực lực ta hiện tại, dùng tỏa hồn châu có thể cảm ứng được phạm vi xung quanh 3.000 dặm, U Minh Quỷ Quật cũng liền lớn như vậy, chẳng lẽ lão nhị thật không có tham gia vòng thi đấu thứ 2? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, tỏa hồn châu xa so với lục vũ mạnh hơn rất nhiều, bởi vì lục vũ chưa từng luyện hóa, chỉ có thể cảm ứng trong 100 dặm. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được xung quanh 3.000 dặm, hơn nữa khoảng cách này lấy thực lực hắn tăng cường mà càng ngày càng xa. Dù vậy, Tiêu Phàm vẫn như cũ không cảm ứng được vị trí bàn tử, hắn không thể không lo lắng. Đang lúc Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất lo lắng an nguy bàn tử, bên trong một tòa lôi đình đại điện, một đạo mập mạp thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân hắn, lôi điện cuồn cuộn, đan xen một trường lôi điện chi võng, răng đầy hư không. Cách đó không xa, một đầu hồn thú toàn thân lượn lờ tử quang nằm dài, nó rong chơi bên trong lôi điện chi hải tựa như rất hưởng thụ loại lôi điện chi lực này. Hai người chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tử Tinh Lôi Thú, so với hơn nửa tháng trước, khí tức trên người bọn hắn đều cường đại hơn nhiều. Phía trên đỉnh đầu bàn tử có một đạo tia chớp màu trắng biến ảo không ngừng, không có hình thái cụ thể nhưng phát ra khí thế cũng vô cùng đáng sợ. Ông bỗng nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu mở ra hai mắt, hai đạo bạch sắc lôi điện bắn ra tựa như xé rách hư không, dọa Tử Tinh Lôi Thú cách đó không xa kinh ngồi lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo từ trên người bàn tử tản ra, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi hải, tràn ngập khí tức hủy diệt. Hai cánh tay hắn chấn động, lôi hải lập tức cuồn cuộn cuồng bạo vô cùng, tuôn 4 phương 8 hướng, sau một lát, tất cả lôi điện trong đại điện đều bị hắn thu nhập vào thể nội. Bàn tử liền tựa như một tôn lôi thần, tất cả lôi điện đều nghe hắn hiệu triệu cùng trưởng khống. Đưa tay vung lên, chiến thiên kích đặt cách đó không xa bỗng nhiên gào thét tới, rơi vào trong tay bàn tử, một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo tràn ngập cả vùng không gian. Tiểu lôi,
tới thử mấy chiêu. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, hăng hái nhìn tử tinh lôi thú nói. Tiểu lôi là bàn tử đặt tên cho tử tinh lôi thú, bọn hắn còn vì cái tên này còn đại chiến một trận, bất quá cũng không làm gì được ai, tử tinh lôi thú cũng đành phải bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại, tử tinh lôi thú lại trực tiếp lui ra phía sau mấy bước, hoàn toàn không nguyện ý cùng bàn tử giao thủ, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Dù là bàn tử cố ý gọi hắn tiểu lôi, nó cũng không muốn cùng bàn tử giao phong, dù là nó hiện tại đã khôi phục thương thế nhưng ở trước mặt bàn tử vẫn không chiếm được chỗ tốt. Không đến, bàn tử nhìn thấy tử tinh lôi thú hướng phía sau thối lui, không khỏi nhếch miệng cười nói, ngươi là cửu giai huyết mạch tử tinh lôi thú, chiến cũng không dám chiến. Con mắt tử tinh lôi thú đều là vẻ khinh bỉ, hai cái móng vuốt khoa tay mấy lần. Đúng vậy, hiện tại ta cũng là chiến đế đỉnh phong. Chúng ta cảnh giới ngang hàng, ngươi sợ cái gì? Bàn tử cười ha ha. Tử tinh lôi thú trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, lười nhác nói nhiều với hắn, nó rất rõ ràng, bàn tử được chiến tộc truyền thừa đáng sợ đến cỡ nào. Cái này một chủng tộc người đều là chiến đấu đến điên, một chiến đấu, liền không có xong chưa, ai dám cùng bọn hắn động thủ. Hai ngày này chiến tộc truyền thừa sẽ tái hiện sát lục cổ địa, chúng ta nên rời đi, nếu như Nam vực đại bỉ kết thúc. Muốn rời đi đoán chừng phải đợi một giới thi đấu nữa, vậy cũng phải mất thời gian mấy năm. Bàn tử bất đắc dĩ, đi đến cửa đại điện cũng không quay đầu lại nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn hư không hắc ám nơi xa, chậm chạp nói, lão tam, lần này nhị ca tới bảo vệ ngươi. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tiêu Phàm xếp bằng ở đệ nhất phong, cảm thụ được tự thân biến hóa. Bên trong hồn hải hắn. Phía dưới vô tận chiến hồn có một cái vòng xoáy hồn lực to lớn, vòng xoáy kia so với vòng xoáy vô tận chiến hồn hồn lực nhỏ hơn một chút. Tại bên trong vòng xoáy hồn lực, dòng chơi lấy một đầu hồn thú hư ảnh to lớn, nếu như để những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì hư ảnh này chính là chiến hồn Hoàng Phủ Thiên Thần, Long Ngao trong truyền thuyết. Thần phẩm chiến hồn, Tiêu Phàm nào sẽ bỏ lỡ, thừa dịp chiến hồn Long Ngao rời thể. Tiêu Phàm trực tiếp giết Hoàng Phủ Thiên Thần, sau đó dùng tỏa hồn châu thôn phệ chiến hồn. Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể thi triển lực lượng chiến hồn Long Ngao. Không hổ là thần phẩm chiến hồn, chỉ bằng vào thần uy liền không phải cửu phẩm chiến hồn có thể so sánh. May mà vô tận chiến hồn và tu la ý chí cũng không yếu, bằng không muốn tiếp nhận cỗ thần uy này cũng rất khó. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, bên trong hồn hải thử nghiệm lực lượng chiến hồn Long Ngao. Cái này không thử còn tốt, thử một lần liền làm Tiêu Phàm giật mình, hắn phát hiện, nếu như hắn điều động lực lượng chiến hồn Long Ngao, nhục thân hắn sẽ cường đại đến một cái cấp độ đáng sợ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm âm thầm thở phào, nếu như không từ sở nhãn nam có được khôn đỉnh dung hợp thành càn khôn định thiên đỉnh, bằng vào chiến hồn cùng bất diệt kim thân của hắn, có lẽ thật đúng là không phải đối thủ Hoàng Phủ Thiên Thần. Bất quá làm Tiêu Phàm vui mừng là Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không thể chân chính phát huy ra lực lượng chiến hồn Long Ngao, bằng không mà nói, hươu chết vào tay ai thật đúng là cũng chưa biết. Nếu như Hoàng Phủ Thiên Thần biết Long Ngao mạnh nhất cũng không phải là móng vuốt mà là nhục thân, đoán chừng ta còn thực sự phải bại lộ vô tận chiến hồn. Cũng may thần phẩm chiến hồn ghi chép quá ít, Hoàng Phủ Thiên Thần mới có thể không chịu được như thế. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Bất quá hắn cũng biết nếu như không phải hắn nắm giữ tu la truyền thừa cũng không có khả năng biết rõ một số bí mật Long Ngao, huống chi Hoàng Phủ Thiên Thần đây. Dù sao, thần thú Long Ngao mọi người cũng chỉ gặp qua trên thư tịch, căn bản không biết cụ thể năng lực nó. Hơn nữa, thần phẩm chiến hồn có thể trực tiếp tan trong huyết mạch, nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không có làm đến điểm này, hoàn toàn là bởi vì đối với Long Ngao biết quá ít về thần phẩm chiến hồn. Đã đến giờ, đột nhiên một đạo thanh âm đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại là nhìn thấy đám người nhao nhao hướng về chùm sáng truyền tống gần nhất bay đi. Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng bàn tử, sắc trời càng ngày càng đậm. Tam ca, chúng ta đi trước đi, nói không chừng nhị ca từ truyền tống trận khác ra ngoài. Quan Tiểu Thất xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm an ủi. Đúng vậy, Tiêu Đại ca, chúng ta cũng nhanh rời nơi này. Sở Phiền tiểu tử này ước gì lập tức rời đi, đối với an nguy bàn tử hắn cũng không quan tâm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng gật đầu, mang theo Sở Phiền liền hướng truyền tống trận gần nhất bay đi,
Quan Tiểu Thất theo sát phía sau. Truyền tống trận gần nhất, Tiêu Phàm ba người 10 cái hô hấp liền chạy tới, nơi đó lục tục có người đi vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm quay đầu nhìn sát lục cổ địa một cái, cuối cùng dứt khoát bước vào trong đó. Cùng lúc đó, không gian xung quanh vặn vẹo một trận, không bao lâu liền xuất hiện ở phía trên quảng trường chiến hồn điện. Tiêu Phàm, đi theo ta. Vừa mới xuất hiện ở trên quảng trường, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên bên tai Tiêu Phàm, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Diệp Thệ Thủy sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Ở bên cạnh hắn còn có Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có vẻ như ba hạng đầu còn có ban thưởng cái gì. Không biết huyết lâu hiện tại như thế nào, Phong Lang cùng ảnh phong bọn hắn nên rời khỏi rồi chứ. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, thời gian nhìn thấy lô chiến đã qua một tháng, hắn không lo lắng là không có khả năng. Mặc dù hắn đối với huyết lâu không có quá nhiều tình cảm, nhưng an nguy túy ông cùng lô chiến bọn hắn, Tiêu Phàm cũng rất quan tâm, còn có huyết vô tuyệt, huyết yêu nhiêu cùng Tiêu Niệm Niệm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình tĩnh lại. Việc cấp bách là giải quyết vấn đề tiểu ma nữ, sau đó mang theo tiểu ma nữ rời đi. Về phần sự tình huyết lâu, lấy thực lực hắn còn ngăn cản không được, hắn duy nhất có thể làm chính là mạnh lên, tương lai có một ngày để cho huyết lâu tái hiện thế gian. Tiểu ngũ cẩn thận một chút, trở về khách sạn trước đó chờ ta, lão nhị nếu như ra khẳng định cũng sẽ tới nơi đó. Tiêu Phàm âm thầm cho Quan Tiểu Thất một câu nói, liền thay đổi một thân quần áo mới theo Diệp Thệ Thủy rời đi. Tiêu Phàm ba người đi theo Diệp Thệ Thủy đạp không mà lên, xông thẳng thượng trọng thiên, điều này không khỏi làm Tiêu Phàm nhíu mày. Diệp điện chủ, Nam vực đại bỉ ban thưởng ba hạng đầu là ở thượng trọng thiên. Tiêu Phàm vẫn không nhịn được hỏi, hiện tại bên người hắn không có lô chiến, hắn không thể không lo lắng Diệp Thệ Thủy âm thầm ra tay ứng phó hắn. Diệp Thệ Thủy liếc Tiêu Phàm một cái, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một khối ngọc bài, đây là thân phận bài thượng trọng thiên. Hiện tại ngươi có thể tùy ý xuất nhập thượng trọng thiên. Ngươi nếu không muốn có thể trả lại cho ta, đúng, đây cũng là một trong ban thưởng. Tiêu Phàm dắt lấy thân phận ngọc bài trong tay, hắn rốt cục biết rõ tại sao Diệp Thệ Thủy nói nếu như hắn muốn cưới tiểu ma nữ liền phải chiếm lấy ba hạng đầu. Bởi vì chỉ có ba hạng đầu Nam vực đại bỉ mới có tư cách tùy ý xuất nhập thượng trọng thiên, đương nhiên, đây chỉ là đối với kẻ ngoại lai mà nói. Như Tô Mạch Hàn bọn hắn những con em đại gia tộc, ban thưởng xuất nhập thượng trọng thiên căn bản không có quá nhiều giá trị. Dắt lấy thân phận ngọc bài trong tay, Tiêu Phàm cau mày không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, Diệp Thệ Thủy mang theo Tiêu Phàm ba người đi tới một tòa đại điện thượng trọng thiên chiến hồn, không ít tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bên người Diệp Thệ Thủy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Điện chủ, Nam vực đại bỉ liền nhanh kết thúc như vậy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Giang Vân Thiên bước nhanh tới, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, con người trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, Tiêu Phàm, người có đoạt được danh hiệu đệ nhất. So với một tháng trước, Giang Thiên Vân già nua rất nhiều, những ngày qua bởi vì sự tình Giang U Nguyệt, Giang gia cùng Lăng gia đã khai chiến. Mà kẻ cầm đầu chính là Tiêu Phàm, lúc trước vì ứng phó Tiêu Phàm mới cùng Lăng gia liên thủ. Cuối cùng bám vào nhi tử hắn, Giang Thiên Vân đối với Tiêu Phàm hận thấu xương. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm liếc Giang Thiên Vân, thản nhiên nói. Ngươi tự tìm cái chết, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện không? Giang Thiên Vân phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, hoàn toàn coi nhẹ bên cạnh còn có Diệp Thệ Thủy, thật sự là những ngày qua hắn chịu đả kích quá lớn. Ta tất phải biết sao? Tiêu Phàm hỏi lại, nếu như không phải nơi này là chiến hồn điện. Hắn trực tiếp một cái tát qua. Tức chết lão phu, Giang Vân Thiên triệt để tức giận, đưa tay chính là một tay đánh về phía khuôn mặt Tiêu Phàm. Ba, nhưng còn có một vệt sáng càng nhanh, trực tiếp đem Giang Thiên Vân quất bay ra ngoài, Giang Thiên Vân trong miệng bắn bay mấy cái răng máu, thân thể trùng điệp đập xuống đất, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Bốn phía không ít người đứng gác thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Đây chính là chiến hồn điện phó điện chủ, hắn vậy mà trực tiếp một cái tát bay, người kia là ai mà dữ dội như thế? Tiêu Phàm, ngươi dám động thủ, ta là phó điện chủ chiến hồn điện. Giang Thiên Vân ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Phàm quét mắt một vòng Diệp Thệ Thủy, lại phát hiện Diệp Thệ Thủy tựa như không nhìn thấy,
điều này không khỏi làm Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ Diệp Thệ Thủy đối với ta lau mắt mà nhìn? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, lập tức cũng lớn mật, quay đầu nhìn về phía Giang Thiên Vân nói, ta đánh là phó điện chủ, ngươi dám như thế nào? Ta đánh là phó điện chủ, Tiêu Phàm ngữ khí tùy tiện bá đạo, một đám tu sĩ chiến hồn điện vô cùng kinh hãi, tiểu tử này chẳng lẽ là con riêng Diệp điện chủ, lại dám nói chuyện như thế với Giang Thiên Vân? Đừng nói con riêng Diệp Thệ Thủy, liền Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần cũng không dám như thế đối với Giang Thiên Vân, dù sao Giang Thiên Vân tốt xấu gì vẫn là gia chủ Giang gia. Giang Thiên Vân phẫn nộ tới cực điểm nhưng lại nhất thời không biết làm sao. Được rồi, Tiêu Phàm lần này thi đấu được hạng nhất, tới nơi này nhận ban thưởng. Nhìn thấy Giang Thiên Vân chuẩn bị phát cuồng, Diệp Thệ Thủy đột nhiên chen lời nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Thiên Vân lóe qua một chút khinh bỉ, đường đường gia chủ Giang gia vậy mà như chó điên. Nếu như Giang Thiên Vân biết rõ những ngày qua Giang gia phát sinh sự tình gì, đoán chừng liền có thể thông cảm tâm tình Giang Thiên Vân. Nam vực đại bỉ đệ nhất, ngươi nói hắn được đệ nhất. Giang Thiên Vân kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, một mặt không thể tin được. Lúc trước hắn chỉ là muốn làm khó Tiêu Phàm mà thôi. Chỉ cần Tiêu Phàm chưa được hạng nhất liền không cho hắn gia nhập chiến hồn điện, Lăng gia tự nhiên sẽ giết hắn. Hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực sự đến hạng nhất, hơn nữa thực lực cường đại như thế, hắn đều không phải là đối thủ. Những người khác cũng một mặt kinh ngạc, khó trách hắn có thể một cái tát bay Giang Thiên Vân, thực lực này chỉ sợ là vô địch chiến phía dưới thánh cảnh. Bản điện chủ chẳng lẽ còn lừa ngươi sao? Sắc mặt Diệp Thệ Thủy đột nhiên trầm xuống, tức giận nói. Bản thân đường đường điện chủ chiến hồn điện, đừng nói không cần thiết lừa ngươi, coi như lừa ngươi thì như thế nào, khi nào đến phiên ngươi cùng ta nói chuyện. Điện chủ thứ tội, thuộc hạ biết tội. Giang Thiên Vân toàn thân giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần vội vàng cung bái nói. Hắn mặc dù dám theo Lăng gia liều mạng, nhưng trước mặt Diệp gia, hắn cũng không dám làm càn, cùng là chiến hồn điện gia tộc, hắn biết rõ Diệp gia đáng sợ đến cỡ nào. Hừ. Diệp Thệ Thủy hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi, Tiêu Phàm lạnh lùng quét Giang Thiên Vân một cái, cũng rời đi. Đúng rồi, Nam vực đại bỉ kết thúc, U Nguyệt cũng nên đi ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn đi xa, Giang Thiên Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không chút do dự hướng về nơi xa bay đi. Ba người Tiêu Phàm đi theo Diệp Thệ Thủy xuyên qua đại điện ngồi xuống, hồi lâu liền tiến vào chỗ sâu nhất chiến hồn điện, một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm bọn hắn. Ven đường Tiêu Phàm phóng xuất ra hồn lực, phát hiện có thật nhiều người âm thầm thủ hộ bốn phía, hơn nữa có mấy cỗ khí tức thập phần đáng sợ, liền hắn đều một trận kinh hồn táng đảm. Không hổ là chiến hồn điện, vậy mà có nhiều cường giả chiến thánh cảnh như vậy. Thần sắc Tiêu Phàm run lên, hắn trong lòng cũng càng thêm tò mò, có thể làm cho chiến hồn điện trịnh trọng đối đãi như vậy, nơi này khẳng định bất phàm. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm còn có một chút khẩn trương. Sợ Diệp Thệ Thủy gây bất lợi cho hắn, dù sao nếu như Diệp Thệ Thủy ở chỗ này đối với hắn động thủ, hắn tuyệt đối khó thoát. Diệp Thệ Thủy sẽ không làm như thế chứ? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, mặc dù Diệp Thệ Thủy xem thường hắn, nhưng dù sao cũng là điện chủ một điện, điểm ấy lòng dạ vẫn nên có. Đột nhiên, Diệp Thệ Thủy dừng lại, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa, thần sắc khá là kích động. Tiêu Phàm theo ánh mắt hai người nhìn lại, nơi đó là một thác nước đạt đến ngàn trượng, thác nước tựa như từ mây mù chiếu nghiêng xuống, thanh thế cuồn cuộn. Hư không tóe lên vô số hơi nước bao phủ cả tòa sơn cốc, mông lung như mộng tựa huyễn, từng sợi ánh nắng trong suốt từ trên cao xuyên suốt mà xuống, bên trong sơn cốc xuất hiện từng đầu thất thải thần hồng chói lọi. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Phàm bị đầm nước phía dưới thác nước cách đó không xa hấp dẫn, ao nước cũng chỉ vuông vắn 4-5 trượng. Trong ao chất lỏng chảy xuôi đục ngầu đậm đặc, dù là cách nhau trên trăm trượng cũng dường như có thể rõ ràng cảm nhận được chất lỏng kia phát ra hồn lực nồng đậm. Mấy tức sau, chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người, hư không nhộn nhạo từng tia gợn sóng, tựa như hư không rời đi, một cái quang môn trống rỗng xuất hiện. Diệp Thệ Thủy nhìn ba người một cái, nói từ hiện tại bắt đầu tính, các ngươi có thể ở bên trong 3 ngày. Vâng. Hai người Diệp Trường Sinh và Diệp Lâm Trần hết sức kích động, lách mình liền biến mất ở bên trong quang môn tựa như một hơi cũng không muốn lãng phí.
Ngược lại là Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Thệ Thủy nói, Diệp Điện Chủ. Ba hạng đầu được ban thưởng chẳng lẽ giống nhau sao? Nếu như là dạng này, hạng nhất cùng hạng hai, hạng ba có gì khác biệt đâu. Sớm biết rõ mình cũng không cần thiết liều mạng như vậy. Không giống. Diệp Thệ Thủy lắc đầu, sau đó đưa tay vung lên, trong tay đột nhiên thêm ra một mai hồn giới, trong này là những phần thưởng khác của hạng nhất. Dứt lời, vung tay ném hồn giới cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đỡ trong tay, tùy ý quét mắt một vòng, trong lòng hơi kinh hãi, bên trong lại có mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch, hơn nữa còn có hai viên bát phẩm đan dược, một kiện bát phẩm hồn binh cùng hai loại bát phẩm chiến kỹ. Trừ cực phẩm hồn thạch, đồ vật khác Tiêu Phàm đều không để ở trong mắt. Nếu như ta không muốn, Diệp Điện Chủ có phải không định cho ta hay không? Tiêu Phàm mỉm cười, lách mình liền biến mất ở bên trong quang môn, chỉ có một đạo thanh âm truyền đến, nói đùa mà thôi, Diệp Điện Chủ đừng đặt ở trong lòng. Diệp Thệ Thủy khẽ lắc đầu, đột nhiên, bên người Diệp Thệ Thủy toát ra một đạo thân ảnh, gia chủ, người chủ gia tới, muốn ngài lập tức về Diệp gia. Chủ gia, Diệp Thệ Thủy lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Thật sâu nhìn quang môn một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào bên trong quang môn, khi hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình đã tiến vào một chỗ không gian khác, Tiêu Phàm chỗ nào còn không biết đây hẳn là một chỗ bí cảnh tiểu không gian, chẳng qua sơn cốc bên ngoài ngụy trang thập phần phù hợp mà thôi. Sơn cốc bên ngoài nhìn thấy lớn như vậy, xung quanh có hồn giới bao phủ, muốn chui vào nơi này vô cùng gian nan. Hồn lực thật là nồng nặc. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nơi này hồn lực đã nồng đậm đến dịch thể hóa, khó trách cho dù cách xa hồn giới, bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người đã ngâm bên trong ao nước, một mặt hưởng thụ. Cánh tay trái của Diệp Trường Sinh đang từ từ sinh trưởng, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, khó trách Diệp Thệ Thủy không cùng ta so đo đoạn một tay Diệp Trường Sinh, nguyên lai hắn thực có thể phục hồi như cũ. Đi vào xem xét, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác huyết dịch đều có chút náo động, không chút do dự cởi y phục xuống nhảy xuống dưới. Lại là long hồn tuyền lộ trong truyền thuyết, chuyến này không uổng công. Trong lòng Tiêu Phàm rung động vô cùng. Long hồn tuyền lộ, đây chính là tương đương hồn lực ẩn chứa trong cửu phẩm linh dược đó, đối với chiến thánh cảnh mà nói đều là chí bảo, lại càng không cần phải nói chiến đế cảnh bọn hắn. Vừa nghĩ tới mình có thể ở chỗ này 3 ngày. Tiêu Phàm liền kích động tới cực điểm, 3 ngày mặc dù có lẽ không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước đột phá chiến đế đỉnh phong. Nhưng để phệ hồn huyết tầm cùng u linh chiến hồn vẫn là có khả năng đột phá, vừa vặn phệ hồn huyết tầm đang dừng lại ở bát giai hậu kỳ. 3 ngày thời gian, nhìn có thể đem chút long hồn tuyền lộ hấp thu sạch sẽ hay không. Tiêu Phàm nhìn một oa long hồn tuyền lộ, bên trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Nếu như lời này bị những người chiến hồn điện khác nghe được không biết sẽ có ý nghĩ gì, đoán chừng sẽ trực tiếp đem Tiêu Phàm trục xuất ra ngoài. Phòng nghị sự Diệp Phủ. Phía trên chủ tọa ngồi một tên hắc bào lão giả, xương gò má lão giả nhô ra, hai con người hãm sâu, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương, nhưng trên người phát ra khí thế lại làm ở đây người đều kinh hồn táng đảm. Diệp gia cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, mỗi một câu nói đều nói thập phần cẩn thận. Sợ đắc tội hắn. Bên người hắc bào lão giả đứng đấy hai thanh niên, hai người đều mặc trường bào màu trắng, phía trên bên trái ngực điêu khắc một chữ hồn màu vàng. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng, đây là phục sức đặc thù của chiến hồn điện, đương nhiên chiến hồn điện này cũng không phải là phân điện chiến hồn điện khác mà là tổng bộ chiến hồn điện. Diệp Thệ Thủy đâu, chẳng lẽ để lão phu một mực chờ hắn sao? Thần sắc hắc bào lão giả có chút không kiên nhẫn. Một bộ dáng ở trên cao nhìn xuống. Đại nhân xin chờ một chút, gia chủ rất nhanh liền đến. Một vị trưởng lão Diệp gia vội vàng nói, sợ hắc bào lão giả nổi giận, liên lụy Diệp gia. Sư tôn ta địa vị cao quý bực nào, để gia chủ nho nhỏ bậc này bắt chờ đợi. Hắc bào lão giả còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một thanh niên quát lạnh nói. Hắn phong khinh vân đạm làm cho người ta cảm giác có một loại siêu phàm thoát tục. Bất quá khí tức trên người hắn phát ra cũng vô cùng cường đại, mà một kẻ khác lại mắt to mày rậm, ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng, trên người tản ra một cỗ chi khí cuồng bá. Diệp Mỗ tới chậm, mong Diệp Phong trưởng lão chớ trách. Những người Diệp gia khác giận mà không dám nói gì, đúng lúc này,
bên ngoài cửa chính truyền đến một đạo thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Thệ Thủy Long hành hổ bộ đi tới, hướng về phía Diệp Phong hơi hơi thi lễ nói, Diệp Phong trưởng lão đại giá quang lâm, là may mắn Nam vực chiến hồn điện ta. Thệ Thủy à, đều là người quen biết liền không cần khách khí. Cỗ cao ngạo trên mặt hắc bào lão giả Diệp Phong biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Một màn này khiến hai thanh niên phía sau hắn hơi sững sờ, không biết còn tưởng rằng Diệp Phong cùng Diệp Thệ Thủy ở giữa quan hệ hòa hợp đến cỡ nào đâu. Nhạc Thiên, Tần Vũ, còn chưa bái kiến Diệp sư huynh các ngươi. Hắc bào lão giả đột nhiên cười nói. Hàn Nhạc Thiên Tần Vũ gặp qua Diệp sư huynh. Sau lưng, hai thanh niên đồng thời bái nói, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Diệp Thệ Thủy cau mày một cái, trong lòng có chút khó chịu. Bản thân mặc dù chỉ là gia chủ chi nhánh Diệp gia, nhưng luận địa vị cũng không thấp hơn Diệp Phong ngươi bao nhiêu. Hiện tại ngươi để đồ đệ ngươi gọi ta là sư huynh, Diệp Thệ Thủy ta há không phải gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Đây không phải cố ý chiếm tiện nghi sao? Khụ khụ, Thệ Thủy, hai người bọn hắn mới đến, còn mời người làm sư huynh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Diệp Phong cười cười nói. Diệp Thệ Thủy mặc dù trong lòng kìm nén một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, nói tránh đi, không biết Diệp Phong trưởng lão tới đây làm chuyện gì. Nghe nói như thế, Diệp Phong thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, nói, lần này tới chủ yếu vì hai chuyện, chuyện thứ nhất là ý chỉ điện chủ đại nhân, thời gian ngàn năm đã đến, người nhận tu la truyền thừa sắp xuất thế, mong rằng ngươi hảo hảo giám sát, một khi phát hiện, lập tức báo cáo. Người được tu la truyền thừa, vẻ mặt Diệp Thệ Thủy nghiêm túc vô cùng. Thân làm Nam vực chiến hồn điện điện chủ, hắn tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật. Tu la truyền thừa ngàn năm xuất hiện một lần đều sẽ sinh ra tu la điện điện chủ mới, đến thời điểm lại là một phen gió tanh mưa máu, chỉ là Diệp Thệ Thủy không nghĩ tới, thời gian ngàn năm đến nhanh như vậy, vậy mà hiện tại cũng nhanh ứng nghiệm. Đúng rồi, đoạn thời gian trước Diêm La Phủ nhất thống tam đại tổ chức sát thủ, chẳng lẽ cũng là vì người tu la truyền thừa? Trong lòng Diệp Thệ Thủy thầm nhủ nói. Thệ Thủy, người có phải có phát hiện gì hay không? Diệp Phong nhìn Diệp Thệ Thủy thất thần, lập tức nhíu mày nói. Không có. Diệp Thệ Thủy lắc đầu, trong lòng thập phần khó chịu Diệp Phong xưng hô gọi thẳng tên hắn như tiểu bối, ngưng tiếng nói, việc thứ hai là gì? Việc thứ hai liên quan tới chiến hồn điện, các người gần nhất có sử dụng chiến hồn truyền thừa điện hay không, hơn nữa có phát sinh dị biến gì hay không? Nghe nói các vị đại nhân chiến thần điện đều bị kinh động. Diệp Phong hướng về phía chân trời chắp tay nói. Nói đến các vị đại nhân, sắc mặt hắn cũng khó nổi lòng tôn kính, đại nhân trong miệng hắn, không có một ai là hắn có thể đắc tội, đó là tồn tại hắn đều ngưỡng vọng. Nghe vậy, Diệp Thệ Thủy nhíu mày nói, Nam vực gần nhất xác thực sử dụng qua chiến hồn truyền thừa điện, Nam vực đại bỉ 5 năm một lần vừa mới kết thúc, chỉ là không có dị biến gì phát sinh. Có thật không? Lông mày Diệp Phong nhíu lại. Tựa như bắt lấy một tia gì, không cam tâm hỏi, các ngươi sử dụng chiến hồn truyền thừa điện là lúc nào? Đại khái hơn 2 tháng trước. Diệp Thệ Thủy không có giấu giếm. Hơn 2 tháng. Diệp Phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng, trong miệng thầm nói, lần trước dị động hình như là hơn 2 năm trước. Diệp Phong không biết là hơn 2 tháng trước lần dị động kia căn bản chưa từng nói cho hắn biết, hắn chỉ biết rõ dị động 2 năm trước mà thôi. Bằng không mà nói, Nam vực đoán chừng thật phải chấn động. Diệp Thệ Thủy luôn cảm giác có sự tình gì muốn phát sinh, nhìn thấy Diệp Phong lộ ra vẻ thất vọng, hắn cũng buông lỏng một hơi. Về phần cái gọi là dị động, đó là bí mật chiến hồn điện, Diệp Thệ Thủy hắn chỉ là gia chủ chi nhánh Diệp gia, căn bản không có quyền biết rõ. Gia chủ, Diệp Phong trưởng lão lần này khó được đến Nam vực, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Đang lúc mấy người trầm mặc, một vị trưởng lão Diệp gia mở miệng nói. Diệp Phong trưởng lão, mời. Diệp Thệ Thủy hài lòng nhìn vị trưởng lão kia một cái, đến phía trên tiệc rượu vậy liền không đàm phán những cái sự tình này. Bị Diệp Phong trái một câu phải một câu gọi thẳng danh tự, Diệp Thệ Thủy đã thập phần khó chịu, lấy hắn đối với Diệp Phong biết, người này có rượu sắc, sự tình khác cơ bản đều sẽ quên. Dứt lời, Diệp Thệ Thủy làm một cái thủ thế mời. Chờ đã. Nhưng mà lần này Diệp Phong lại bất phi sở động, khiến Diệp Thệ Thủy thần sắc siết chặt. Diệp Phong trưởng lão còn có chuyện gì? Diệp Thệ Thủy thập phần nghi ngờ nói.
Diệp Phong vội ho một tiếng, sau đó nhìn hắn hai đồ đệ một cái, cười tủm tỉm nói, Thệ Thủy A, ngươi nhìn, ta đây hai đồ nhi tuổi cũng không nhỏ, ta nghe nói ngươi có hai khuê nữ còn chưa xuất các, nếu không ngươi gả cho bọn hắn. Không có khả năng, không đợi Diệp Phong nói xong, Diệp Thệ Thủy không chút do dự cự tuyệt nói. Diệp Phong trong nháy mắt cứng ngắc, thần sắc lạnh như băng nói, làm sao, ngươi là xem thường đồ nhi ta hay sao? Diệp Phong hắn tới Nam vực còn chưa bao giờ bị người cự tuyệt qua, hắn đã thật lâu không cảm nhận cảm giác bị người cự tuyệt, còn là tại chi nhánh Nam vực Diệp gia. Thần sắc Diệp Thệ Thủy đạm mạc, mặc dù hắn đã từng muốn đem tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cùng Diệp Thiên Tuyết hai người cùng gia tộc khác thông gia, nhưng đây chẳng qua là cực hạn tại Vô Song Thánh Thành. Tại Vô Song Thánh Thành, trừ Chiến Thần Điện, chính là Diệp gia to lớn nhất. Cho dù nữ nhi của hắn xem như thông gia gả vào gia tộc khác trong Vô Song Thánh Thành vậy cũng không ai dám khi dễ các nàng. Nhưng là gả cho đồ đệ Diệp Phong lại khác biệt, gả cho bọn hắn, tiểu ma nữ cùng Diệp Thiên Tuyết chính là muốn đi vào chủ gia Diệp gia, về sau nếu bị khi dễ cùng ủy khuất, Diệp Thệ Thủy hắn cũng không có khả năng lấy lại công đạo cho bọn họ. Diệp Thệ Thủy làm người mặc dù tự tư một chút nhưng còn không có vô tình đến dạng cấp độ này. Vì nịnh nọt Diệp Phong, đem nữ nhi của mình chắp tay nhường cho người. Diệp Phong trưởng lão hiểu lầm, ý gia chủ là hai vị ái đồ cùng gia chủ là sư huynh đệ, gia chủ gả nữ nhi cho bọn hắn, há không phải loạn bối phận sao? Một vị trưởng lão Diệp gia vội vàng mở miệng nói. Nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Diệp Phong lạnh lùng quét vị trưởng lão kia một cái, nói trở mặt liền trở mặt, thần sắc lạnh lùng nói, Diệp Thệ Thủy, lại cho ngươi một cơ hội. Người đáp ứng hay là không đáp ứng? Diệp Phong bị Diệp Thệ Thủy cự tuyệt, trong lòng hắn thập phần khó chịu, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là băng lãnh cùng vô tình. Giống như chỉ cần Diệp Thệ Thủy nói một chữ không, hắn liền muốn cùng Diệp Thệ Thủy ngả bài. Ta nếu không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi còn dám bức hôn hay sao? Diệp Thệ Thủy trên người phóng một sợi sát ý, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Bốn mắt tương đối. Trong phòng nhấc lên một cỗ hồn lực cường đại ba động, đám người bốn phía tất cả đều bị tung bay. Diệp Thệ Thủy, lão phu để mắt ngươi mới nguyện ý cùng ngươi làm thông gia, bằng không mà nói, con gái của ngươi không xứng với đồ nhi ta. Diệp Phong lạnh giọng nói. Hảo ý của ngươi Diệp mỗ không chịu đựng nổi. Diệp Thệ Thủy lạnh lùng cười một tiếng, hất áo bào nói, người đâu, tiễn khách. Nếu như là những điều kiện khác. Diệp Thệ Thủy hắn vì tương lai Diệp gia có lẽ còn sẽ cân nhắc tiếp nhận, nhưng để nữ nhi của hắn gả đi chủ gia Diệp gia, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Cũng không phải là nói chủ gia Diệp gia không được, ngược lại là bởi vì chủ gia Diệp gia quá cường đại đến Diệp Thệ Thủy hắn đều không nói lên lời. Hơn nữa, Diệp Phong cũng không phải là người chủ gia Diệp gia, chỉ là huyết mạch cùng chủ gia tiếp cận mà thôi, gả cho đồ đệ hắn có được hạnh phúc gì. Diệp Thệ Thủy, ngươi muốn cho gia tộc của ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục sao? Diệp Phong phẫn nộ nói, Diệp Thệ Thủy cũng bắt đầu đuổi người, hắn cũng triệt để tức giận. Lời này của ngươi ta nghe đến quá nhiều, an nguy Diệp gia ta còn không phải Diệp Phong ngươi có thể quyết định. Diệp Thệ Thủy thản nhiên nói, một mặt không kiên nhẫn. Gia chủ, vậy Tửu Yến làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão Diệp gia mở miệng nói. Đừng lãng phí, cầm lấy cho chó ăn. Diệp Thệ Thủy khoát khoát tay, quay người liền hướng phòng nghị sự đi ra ngoài, đi tới cửa vừa quay đầu nói ra, đúng rồi, giám sát bọn hắn, đừng để bọn hắn tại Diệp gia làm sằng làm bậy. Nói xong câu đó, Diệp Thệ Thủy liền mang người Diệp gia biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hai trưởng lão lưu tại phòng nghị sự, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn Diệp Phong. Sắc mặt Diệp Phong tái nhợt, nguyên bản hắn đang còn muốn hai đồ đệ trước mặt uy phong một lần, nhưng mà lại bị Diệp Thệ Thủy đánh mặt. Việc này khiến hắn làm sao không giận. Diệp Thệ Thủy, ta sẽ để cho ngươi biết đắc tội ta sẽ như thế nào. Chúng ta đi, Diệp Phong gầm thét một tiếng, hất áo bào đi ra đại sảnh, rất nhanh biến mất ở bên trong Diệp Phủ. Bên trong một tòa vườn hoa, Diệp Thệ Thủy đang đứng trong lương đình nhìn ao sen nở rộ, mấy trưởng lão Diệp gia đứng cách đó không xa, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Lúc này, lại có hai trưởng lão chạy tới. Bọn hắn đi rồi, Diệp Thệ Thủy cũng không quay đầu lại hỏi. Vâng, gia chủ. Trong đó một người mở miệng, còn muốn nói cái gì, chỉ là há miệng muốn nói lại không biết mở miệng như thế nào.
Các ngươi lại lo lắng Diệp Phong. Diệp Thệ Thủy tự nhủ, nói dễ nghe một chút, hắn cũng chính là một con chó của chủ gia, lật không nổi sóng lớn. Nói đến đây, Diệp Thệ Thủy chậm rãi ngồi xuống ghế, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, bưng lên một chén trà khẽ nhấp một cái nói, những ngày qua, Vô Song Thánh Thành xảy ra chuyện gì sao? Hồi bẩm gia chủ, những ngày qua chính yếu nhất phát sinh hai sự tình. Một lão già mở miệng nói, chuyện thứ nhất, ba ngày trước đó, huyết lâu bị Diêm La Phủ thay thế, phần lớn người huyết lâu tử vong, chỉ có số ít người chạy thoát. Lô Chiến đâu? Diệp Thệ Thủy lại hỏi, người bên trong huyết lâu cũng chỉ có Lô Chiến làm hắn có chút kiêng kỵ. Lô Chiến không biết tung tích, có khả năng rời khỏi Vô Song Thánh Thành. Trưởng lão lắc lắc đầu nói, chỉ cần hắn không chết, hắn liền sẽ không rời đi Vô Song Thánh Thành, hắn khẳng định còn ở chỗ đó. Diệp Thệ Thủy ốc còn không mang nổi mình ốc nói ra, Diệp gia những người khác không biết hắn là có ý gì, Diệp Thệ Thủy lại nói ra sự tình thứ hai. Chuyện thứ hai, lão giả kia ngừng lại, một trận lúng túng nói, bởi vì Lăng Thiên phế Giang U Nguyệt, Lăng gia cùng Giang gia đánh nhau, tử thương thảm trọng, liền chiến thánh cảnh đều bị trọng thương. Lăng Thiên không phải chết sao? Làm sao lại trọng thương Giang U Nguyệt? Diệp Thệ Thủy nghi hoặc không hiểu. Lăng gia cùng Giang gia không phải liên thủ ứng phó Tiêu Phàm à, hiện tại sao lại biến thành cừu nhân? Sau đó trưởng lão đem chân tướng nói một lần, Diệp Thệ Thủy chỉ có thể thầm than thế sự khó liệu. Gia chủ, thì Vũ Tỷ Võ Chiêu Thân, còn tiếp tục tiến hành không? Một tên trưởng lão lại hỏi. Lời đã nói tự nhiên phải thực hiện, tiếp tục, Diệp Thệ Thủy trầm giọng nói. Lại nói Tam Sư Đồ Diệp Phong rời Diệp Phủ liền trực tiếp hướng Hạ Trọng Thiên đi. Sư tôn, Diệp Thệ Thủy quá không biết điều, thật sự cho rằng một gia chủ chi nhánh nho nhỏ liền dám cùng sư tôn chống lại, thật đúng là tự tìm cái chết. Trong đó thanh niên mặt ngoài nhìn qua siêu nhiên nhược phong, rất có mấy phần tiểu bạch kiểm mở miệng nói, hắn tên là Hàn Nhạc Thiên, thực lực coi như không tệ. Nguyên bản hắn chỉ là một nô tài đệ tử Diệp gia, về sau bởi vì thiên phú không tồi, được Diệp Phong thu làm đệ tử, ngắn ngủi hơn 20 năm liền đột phá chiến đế đỉnh phong. Thực lực cũng xem là tốt. Bất quá, chỉ cần không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn cả một đời cũng là như vậy, bởi vì hắn chỉ nắm giữ bát phẩm chiến hồn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài phong khinh vân đạm nhưng thực tế lại là một người cực kỳ âm hiểm xảo trá, nếu có cơ hội đột phá chiến thánh cảnh, hắn cũng sẽ không khách khí đối với sư tôn Diệp Phong hắn như thế. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói. Sư tôn, có thời điểm giết chết một địch nhân không nhất định phải bản thân xuất lực, chúng ta có thể tìm địch nhân Diệp Thệ Thủy hoặc là địch nhân chi nhánh Diệp gia Hàn Nhạc Thiên thập phần âm hiểm nói. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, không khỏi đối với Hàn Nhạc Thiên giơ ngón tay cái lên, Nhạc Thiên, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi từ nhỏ đã thông tuệ, Tần Vũ, ngươi phải hảo hảo hướng sư đệ ngươi học tập. Vâng, sư tôn. Thần sắc Tần Vũ lạnh lùng, cũng không nói thêm cái gì. Ai cũng không biết hắn đáy lòng đang suy nghĩ gì. Hàn Nhạc Thiên lại là một mặt đắc ý, chỉ cần có thể chiếm được niềm vui Diệp Phong liền đủ. Diệp Phong trưởng lão, ngài liền nhanh như vậy chuẩn bị rời đi sao? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ phía dưới bay vụt đến. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra, cầm đầu chính là Giang Thiên Vân, hắn đứng bên người bị cướp đoạt chiến hồn Giang U Nguyệt, còn có Vân Lạc Thần đám người. Giang gia chủ, các ngươi đây là. Diệp Phong tự nhiên biết Giang Thiên Vân, nhìn thấy Giang Thiên Vân một mặt mây đen, hắn liền hiếu kỳ hỏi. Ai, việc này nói rất dài dòng. Giang Thiên Vân thở dài, vừa mới hắn cũng nhìn thấy Diệp Phong mấy người một mặt nổi giận đùng đùng, chẳng lẽ là tại Diệp gia bị ủy khuất gì? Vừa nghĩ tới mình bị Tiêu Phàm tát một tay, Diệp Thệ Thủy còn che chở Tiêu Phàm, Giang Thiên Vân phẫn nộ. Nếu như có thể cùng Diệp Phong liên thủ, có phải có thể giết chết Tiêu Phàm hay không? Nghĩ vậy, Giang Thiên Vân bất động thanh sắc hỏi, Diệp Phong trưởng lão, ba vị là bị Diệp gia ức hiếp. Hừ, đừng nói, Diệp gia gia chủ ngay cả ta sư tôn đều không để trong mắt, quá mức cuồng vọng. Hàn Nhạc Thiên lạnh rên một tiếng nói. Diệp Thệ Thủy những năm này càng ngày càng không coi ai ra gì à. Giang Thiên Vân thở dài một hơi, chỉ mặt bản thân nói, các ngươi nhìn, ta một tát này bị một cừu nhân đánh. Nếu như không phải Diệp Thệ Thủy che chở hắn, ta đã sớm diệt hắn. A,
Ánh mắt Diệp Phong hơi hơi lóe lên, cùng Hàn Nhạc Thiên nhìn nhau, đều thấy vui mừng trong mắt đối phương, vừa nãy vẫn còn muốn tìm cửu nhân Diệp Thệ Thủy, không nghĩ tới liền nhanh như vậy đưa tới cửa. Hơn nữa, Giang Thiên Vân vẫn là chiến hồn điện phó điện chủ, nghĩ đến thực lực sẽ không quá kém. Diệp Phong trưởng lão, nếu không ba vị đi Giang ra ngồi một chút như thế nào? Trong lòng Giang Thiên Vân cũng hơi hơi vui vẻ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Diệp Phong dù sao cũng là người chiến hồn điện, nếu như mượn nhờ lực lượng hắn, Diệp Thệ Thủy đoán chừng cũng không dám ngăn cản bản thân giết Tiêu Phàm. Như thế rất tốt, Diệp Phong nào sẽ cự tuyệt, không chút do dự đáp ứng. Mặc dù hai người đều là muốn lợi dụng đối phương cũng đều rõ ràng, nhưng không trở ngại hai người đạt thành đồng minh tạm thời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.